Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Linh dị Cửu Long Chéo Quang của tác giả Vũ Độc Linh Hồn Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube Thích Nghe Truyện 247 Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn Thái cổ Nguyệt Ma có song diện thần tính, người cũng có hai mặt thiện và ác. Thần niệm của Thái cổ chiến thần sau khi tập hợp lại đã biến thành mặt tà ác của ông ấy. Trước khi chết ông ấy là Thái cổ thần vương cao cao tại thượng một lòng hướng về ánh sáng và trật tự vũ trụ. Sau khi tái tạo ra thân thể mới lại biến thành ác ma thâm nguyên không từ thủ đoạn nắm giữ sự hỗn loạn và hủy diệt. Điều quan trọng nhất, ác ma này sở hữu đạo chiến thần hoàn chỉnh. Khó trách lúc anh gặp ông ấy luôn cảm thấy có chỗ nào đó hơi quen quen tướng mạo của bốn phân thân và mộ dung nguyên duệ cũng rất giống nhau. Nếu như điều này là thật, với trình độ kiếm đạo của anh hiện giờ, sợ sẽ bị đạo chiến thần của ông ấy khống chế. Châu khuất và nữ oa như con hổ đói lăm le ngoài biển khơi nếu như chiến tranh lãnh chủ bắt được anh, bọn họ nhất định sẽ chấp thời cơ đánh quy khư, đến lúc đó ma đạo sẽ rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc. Nếu em vẫn chưa quay lại, chiến tranh lãnh chủ chắc chắn có thể đe dọa đến an toàn của ma đạo. Nhưng mà bây giờ, anh và em có thể cùng nhau hợp sức trận đánh trên bầu trời, chủ động nghênh chiến chiến tranh lãnh chủ. Chúng ta phải đánh như thế nào? Mục tiêu của chiến tranh lãnh chủ đó là khống chế anh, nhưng mà, 13 phân thân nguyễn ảnh của em cũng có thể giữ chân ông ấy. Chỉ cần anh chỉ huy chiến tướng ma đạo nhanh chóng giết hết toàn bộ 500 vạn đại quân thâm uyên của ông ấy, liền có thể giải quyết mối nguy cơ này cho ma đạo rồi. Trường 1027, nắm tay nghinh địch một. Không trần trừ thêm nữa, tôi và Kiêm Hà lập tức tới tìm Khương Tuyết Dương. Nghe chúng tôi nói xong, Khương Tuyết Dương trầm ngâm một lát rồi hỏi, Kiêm Hà, cô thực sự nắm chắc bản thân có thể kiềm chế được chiến tranh lãnh chủ chứ? Tôi có 13 đạo huyễn ảnh kính tượng, trừ phi vị chiến tranh lãnh chủ này còn giữ được sức mạnh ban đầu khi còn làm thái cổ thần vương, bằng không tôi nhất định có thể kiềm chế ông ta. Kiêm Hà nói, nếu ông ta thực sự lợi hại như vậy thì phải làm sao? Tôi lo lắng hỏi, không thể nào, nếu ông ta thật sự lợi hại như vậy đã sớm quay lại thái cổ thần giới làm thần vương rồi. Kiêm Hà đáp, "Tuyết Dương, chiến tướng có thể dùng của ma đạo được bao nhiêu người?" Tôi quay lại hỏi Tuyết Dương, "Chiến tranh lãnh chủ có 5 triệu đại quân, không chỉ vậy, chắc chắn không thể thiếu các loại đại hình pháp trận, muốn tiêu diệt bọn chúng còn khó hơn so với việc tiêu diệt đại quân ngục lôi thâm uyên mấy lần." Mặc dù bây giờ một kiếm của tôi có thể ngăn được sức mạnh cả triệu hùng binh, nếu như để bản thân tôi đối phó với 5 triệu đại quân chiến tranh thâm nguyên cũng là một chuyện hết sức gian nan. Huống hồ kiêm hà chỉ nói cô ấy có thể kiềm chế chiến tranh lãnh chủ chứ không nói có thể đánh bại ông ta. Vì thế tôi phải tốc chiến tốc thắng mới có thể rảnh tay cùng kiêm hà đối phó với chiến tranh lãnh chủ. Tôi có dự cảm, vào lúc chiến tranh lãnh chủ tập kích, châu khất và nữ oa chắc chắn sẽ có hành động. Tạ Lan, chiến tướng có thể dùng của ma đạo không nhiều. Khương Tuyết Dương Cao mày nói, không sao, chỉ tôi và tạ lan xuất thủ cũng được, cùng lắm sẽ vất vả hơn một chút. Kiêm Hà nói, ma đạo bây giờ, nhìn giống như đông đúc nhân tài. Tam đại thần thú hỗn độn, thái cổ nguyệt thần A Lê, cửu thiên phong chủ phong thập bát, ám hắc cự long liễu chi nhung, sát thần lâm thanh thủy, ngân hồ bạch vô nhai, ma đạo tạo Quần, kiếm linh thuần quân, ám ảnh du hiệp bắc minh tú, thống soái thanh khâu hồ lưu phong xương. Những chiến tướng này tất cả đều từ một trận lại một trận sinh tử tôi luyện mà ra, ngoài bọn họ, ma đạo chúng tôi cũng chẳng còn ai có thể kế nhiệm. Nguyên nhân là bởi, ma đạo vốn là một đống hỗn độn. Yêu tộc ở nhân gian bị nữ oa cướp lấy, yêu tộc ở quy khư cũng chẳng còn cơ duyên để tu hành đạo môn. Các dũng sĩ hồng hoang mặc dù dũng cảm thiện chiến, lại sớm luyện thân nơi xa trường, thế nhưng bọn họ không nằm trong hệ thống tu hành của đạo môn, ở dưới bàn tay thiên đạo lại muốn nâng cao trình độ và sức mạnh chiến đấu, so với đệ tử đạo môn và âm ti gian nan hơn rất nhiều dùng một câu nói trắng ra tâm của trời không đặt ở ta vì vậy mà âm ty kẻ tấn thăng thiên tôn nhiều như mưa nữ oa lúc nào cũng có thể chiêu mộ đại quân từ trong vũ trụ hư không mà ma đạo chúng tôi chỉ có thể tăng cường tu vi cảnh giới của bản thân từ trong trận chiến sinh tử nếu như thùy hỏa còn ở đây sức mạnh chiến đấu tổng thể của đại quân vong hồn ma đạo có thể nâng lên một tầng đại quân của ma đạo hiện giờ bất luận là sức chiến đấu cá nhân hay sức mạnh tổng thể so với âm ty đều thua kém hơn rất nhiều dưới tình huống này chỉ với hơn chục chiến tương cấp cao của ma đạo là không đủ trước không nói nữ oa nơi đó có bao nhiêu chiến tướng cảnh giới thiên tôn đạo tổ chỉ riêng âm ti đã đủ để khiến bắc minh tú bọn họ ứng phó mệt mỏi rồi nếu như hai kẻ này liên thủ với nhau cho dù có triệu hồi thủy kỳ lân yến thắp quay về ma đạo cũng không thể thắng nếu có thể dùng vạn tiên trận để bảo vệ thần điện quy khư đã là kết quả tốt nhất rồi chỉ hai người các ngươi ra trận liệu có nguy hiểm hay không khương tuyết dương hỏi chỉ cần một trong số huyễn ảnh kính tượng của tôi không chết, vậy thì bản thân tôi cũng sẽ không chết. Kiêm Hà nói, huyễn ảnh kính tượng của Kiêm Hà tương tự như phân thần của mộ dung nguyên duệ, chỉ là giữa hai loại này có chỗ khác nhau. Khác nhau ở chỗ, phân thần của mộ dung nguyên duệ có thể độc lập tồn tại, chỉ cần bản thân cô ấy không chịu hồi, phân thần có thể thay thế nguyên chủ mãi ở đó. Mà huyễn ảnh kính tượng của Kiêm Hà chỉ có thể tồn tại trong một thời gian ngắn, sau đó biến mất. Trừ cái này ra, Huyễn ảnh kính tượng của Kiêm Hà còn không có đủ thần thức, cũng không thể giao tiếp với người khác. Cái gọi là huyễn ảnh kỳ thực là một ảo ảnh không có thật, chủ yếu dùng để mê muội đối thủ. Kiêm Hà có thể dùng huyễn ảnh kính tượng để bảo vệ tính mạng không phải bằng cách di chuyển bản mệnh thần hồn sang cho huyễn ảnh kính tượng, mà là dùng huyễn ảnh kính tượng thay cô ấy chắn từ kiếp. Nhưng phân thần của Mộ Dung Nguyên Duệ không giống như vậy, bốn phân thần của cô có thể cùng lúc chỉ huy bốn đại quân. Thần minh bình thường chỉ có thể triệu hoán được một phân thần, sở dĩ mộ dung nguyên duệ có thể triệu hoán tới bốn phân thần là do năng lực thấu suốt ngũ hành sinh khác dựa vào chiến thần chi đạo. Mộ dung nguyên duệ nếu gặp nguy hiểm đến tính mạng, lúc nào cũng có thể dùng một phân thần thay thế cho bản thân mình, bất kể không gian và khoảng cách. Chiến thần chi đạo nhìn thấu tiên cơ, kỳ thực cái thấu suốt thực sự chính là ý nghĩa thâm sâu của thời không. Trường 1028, nắm tay nghinh địch 2. Nếu không phải vậy, ngày đó cô ấy đã không thể dẫn tôi tiến vào sâu thẳm vũ trụ hư không truy tìm bí mật độn khứ nhất đích nếu như cái người được gọi là chiến tranh lãnh chủ kia cũng giống như mộ dung nguyên duệ có thể nhìn thấu ý nghĩa sâu xa của thời không vậy thì trận này quả thật rất khó đánh một vị thái cổ chiến thần hoàn hảo dưới bàn tay thiên đạo chỉ tử thần mới có năng lực đánh bại được hắn bởi vì bất luận thời không nghịch chuyển như thế nào tử vong cuối cùng vẫn mãi là dấu chấm hết duy nhất kiếm đạo của tôi còn cách xa thiên đạo ngàn vạn dặm với bản lĩnh của tôi hiện giờ tuyệt đối không thể làm đối thủ của vị thái cổ chiến thần hoàn hảo. Tuy nhiên theo suy đoán của Kim Hà, vị tà ác song tử này có lẽ đã không giữ được toàn bộ sức mạnh của thái cổ chiến thần, nếu không ông ta đã không cam lòng trở thành tay sai dưới chướng thiên đạo rồi. Tôi có thể thân lĩnh quỷ kiếm độn không, cô cũng không cần lo lắng cho an nguy của tôi. Tôi nói, vậy hai người nhất định phải cẩn thận, đánh không được thì quay về quy khư, tuyệt đối đừng cố chấp chiến đấu với kẻ địch. Khương Tuyết Dương dặn đi dặn lại. Tuyết Dương, việc không thể trì hoãn thêm nữa, chiến tranh lãnh chủ chỉ chốc lát là tới đây, tôi và Kiêm Hà phải đi nghinh địch rồi. Được, bây giờ tôi sẽ đi triệu tập tướng sĩ, suy nghĩ biện pháp đối phó với Liên Quân Châu Khất và Nữ Hoa. Mặc dù năng lực thống binh của Tuyết Dương không bằng Thùy Họa, thế nhưng cô ấy hiểu rất rõ đặc điểm của từng vị tướng quân, cũng biết làm thế nào để bày binh bố trận giúp đệ tử ma đạo phát huy tối đa sức mạnh chiến đấu. Vì vậy, Tôi rất yên tâm để cô ấy toàn quyền chỉ huy cuộc chiến có quy mô lớn nhất từ trước tới giờ của Ma đạo này. Tôi có dự cảm lần này Nữ Oa và Châu Khất sẽ nghiêm túc hành động, Ma đạo sẽ có rất nhiều người hy sinh. Về phần có giữ được quy khư hay không còn phải xem tôi và Kiêm Hà Liệu có thể nhanh chóng giải quyết mối nguy đến từ tà ác song tử thái cổ chiến thần được hay không. Trời xanh chín vạn dặm, ngự gió lộng ảnh, cùng ai sẽ chia. Bên ngoài màn trời quy khư, tôi và Kiêm Hà kề vai sát cánh, cùng nhau ngước lên vũ trụ đầy sao. Tôi và cô ấy trước đây, lúc động tình thật sự rất nhiều, thế nhưng lúc hưởng thụ cảm giác tương giao ấp ôm của linh hồn lại rất ít. Đây cũng là lý do vì sao trong lòng tôi cảm thấy hổ thẹn. Kiêm Hà chỉ miêu tả đơn giản về cuộc chiến tại thái cổ ma giới, thế nhưng tôi biết, để có thể dẫn dắt một huyễn ma tộc yếu ớt chinh phục thành công 12 ma tộc cường đại là một hành trình đầy gian nan, khó khăn trùng trùng, tuyệt đối không thể chỉ dùng vài từ để miêu tả. Lần này quay lại, Kiêm Hà đã có sự thay đổi rất lớn. Trước đây cô ấy chỉ là một chiến tướng của Ma đạo. Chuyện nội bộ Ma đạo có Tuyết Dương, chiến đấu bên ngoài có Thủy Hỏa, Kiêm Hà chỉ cần lãnh binh giết địch. Mà bây giờ, tôi có thể nhìn thấy sự mưu lược của Tuyết Dương và dũng mãnh của Thủy Hỏa trên người cô ấy. Điều ấy khiến Kiêm Hà càng trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết. Tuế Nguyệt Như Ca, một người trưởng thành không chỉ riêng tôi, còn có tất cả những người bên cạnh. Một năm tháng trôi qua giống như một bài hát, may mắn thay, bọn họ trước sau đều ghi nhớ bản thân là đệ tử Ma đạo bốn chữ vạn thế thiên hồng này không chỉ dùng để miêu tả tín niệm chiến đấu bất khuất không sợ hy sinh, còn đại biểu cho lời thế vĩnh không rời bỏ ma đạo. thái cổ chiến thần mặc dù kiêu dũng thiện chiến, tinh thông mưu lược, thế nhưng bản thân ông ta có nhược điểm lớn. thường nói kẻ thiện chiến không có chiến công to lớn, thế nhưng thái cổ chiến thần là người cực kỳ coi trọng thanh danh cá nhân. khi xưa tử thần cùng lúc mời thái cổ chiến thần và thái cổ ma đế quyết đấu tại vực sâu vũ trụ hư không, nếu lúc ấy thái cổ chiến thần từ chối tử thần thật sự không có cách nào chiếm được thần giới. Bởi vì khi ấy minh giới còn chưa trỗi dậy, binh lính có thể dùng không nhiều, cũng không thể ngăn nổi chúng thần liên hợp. Thế nhưng, vì thái cổ thần giới quá coi trọng thanh danh của mình nên đã đồng ý lời khiêu chiến của tử thần, điều này đã rước tới đại kiếp sinh tử cho ông ta, đồng thời khiến cho toàn bộ thần giới vì sự thất bại của ông ta mà phải nhượng bộ. Chiến tranh lãnh chủ thân là tà ác song tử của thái cổ chiến thần, so với thái cổ chiến thần càng ngạo mạn tự phụ, vì vậy ý tưởng của Kiêm Hà là lợi dụng điểm yếu này trong tính cách của ông ta, đợi tới khi đại quân chiến tranh thâm huyên kéo đến, một mình cô ấy sẽ khiêu chiến chiến tranh lãnh chủ, còn tôi thân lãnh quỷ kiếm giấu mình trong hư không. Chiến tranh lãnh chủ tuyệt đối không phải là đối thủ của 13 đạo huyễn ảnh kính tượng, tới lúc đó ông ta nhất định sẽ dùng tới phân thần. Đợi tới khi phân thần của ông ta bị em kiềm chế hoàn toàn, anh liền ra tay tiêu diệt năm đội quân của ông ta. Trước thời điểm này, anh chớ có vội vàng ra tay. Kiêm Hà nói. Nếu như chiến tranh lãnh chủ từ chối quyết đấu, lại dùng sức mạnh quân huy đối phó với em vậy phải làm sao? Tôi hỏi, nếu như vậy, chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chiến đấu đến chết. Em hy vọng phán đoán của mình không sai, nếu không có lẽ chúng ta đều sẽ táng thân tại nơi này. Kiêm Hà thở dài nói, chương 1029, Trần Pháp quyết đấu 1. Hai chúng tôi không phải chờ đợi quá lâu, rất nhanh sau đó từ trên không liền truyền đến một làn sóng năng lượng vô cùng mạnh mẽ, không giống với lúc ngục lôi lãnh chủ kéo tới, lần này không xuất hiện vòng xoáy hư không mà trực tiếp hóa thành một cánh cổng đen như mực. Cánh cổng vô cùng hoành tráng, cao hơn nghìn trượng, rộng hơn trăm trượng. Cổng vẫn đóng kín, nhưng tôi có thể cảm nhận được năng lượng khổng lồ và sát khí hung hiểm ẩn giấu đằng sau đó. Cuối cùng vào lúc sát khí nồng đậm lên tới đỉnh điểm, cánh cổng từ từ mở ra. Vừa hé ra một chút, vô vàn kim quang thần mang liền tràn ra, tạo thành một cầu thang kim sắc một kéo dài về phía trước một ánh sáng của vàng cầu thang kim sắc đại biểu cho con đường vinh quang của thái cổ chiến thần xem ra chiến tranh lãnh chủ mặc dù rơi vào lưu lạc song vẫn giữ chọn phong thái nhất quán của thái cổ chiến thần khi xưa vào lúc con đường vinh quang này kéo dài trăm trương cánh cổng đột nhiên mở ra ngay sau đó một người khổng lồ cao chừng trăm trượng mặc khôi giáp màu đen bước chân như sấm sét tay cầm một thanh cự kiếm đen tuyền mang theo năng lượng tà ác bước ra khỏi cổng chiến tranh lãnh chủ bước về phía cuối bậc thang hai tay nhấc cửa kiếm vung lên xuyên qua khoảng không mở ra lãnh địa của riêng mình. Tu vi đạt tới cảnh giới như của ông ấy đều có thể tự mình mở ra lãnh địa. Ám ảnh dạ ma có ám ảnh lãnh địa, ngục lôi lãnh chủ cũng có lãnh địa lôi đình. Điều không giống với bọn họ chính là chiến tranh lãnh chủ chỉ một lần liền có thể mở ra năm lãnh địa, có thể dung nạp được năm đội quân của ông ta. Sau khi lãnh địa được hình thành, năm đội quân chiến tranh thâm vực với những màu sắc khác nhau bước ra khỏi cánh cổng, đội nào đóng quân tại lãnh địa của đội nấy chiến tranh lãnh chủ đứng nguyên tại chỗ vẻ mặt nghiêm trọng nhìn năm đội quân của minh đợi tới khi bọn họ đều đã thành lập đội ngũ chiến đấu ổn định chiến tranh lãnh chủ hai tay vung kiếm chém về phía cánh cổng chỉ thấy ầm ầm rung động cánh cổng kia đã hóa thành cho bụi một kiếm này đã cắt đứt đường lui cũng biểu lộ quyết tâm của chiến tranh lãnh chủ nếu như không thể chinh phục quy khư xin nguyện chiến tử tại nhân gian cánh cổng này không giống với vòng xoáy hư không vòng xoáy hư không rất khó tồn tại ở nơi đây cho dù chiến bại đại quân vực sâu cũng không cách nào trốn chạy về tinh hà. Thế nhưng chỉ cần cánh cổng này không bị hủy, nó sẽ mãi sừng sững ở đó. Đương nhiên không phải tất cả hư không lãnh chủ đều có tư cách sử dụng cổng này, chỉ một số người được thiên đạo xem trọng hoặc sứ giả chiến tranh mới có thể dùng, giữ lại một con đường quay lại hư không cho họ. Chỉ có điều rõ ràng là chiến tranh lãnh chủ không hề có ý tiếp nhận hảo tâm này của sứ giả chiến tranh, bởi vì ông ta vô cùng tự phụ, không thể chấp nhận được sự nhục nhã khi chiến bại. Tha rằng chết trận cũng không làm kẻ trốn tránh thất bại. Sau khi cánh cổng bị hủy, đại quân chiến tranh thâm uyên nhất tề gầm lên, chiến ý của họ đã chạm tới vực sâu vũ trụ hư không. Nhìn thấy vậy tim tôi bỗng như thắt lại, nếu đại quân thâm uyên với quyết tâm chiến đấu như thế này an toàn tới được quy khư, có thể tưởng tượng nó sẽ mang lại tai họa dường nào. Chiến tranh lãnh chủ chặt đứt đường lui không chỉ vì ông ta tự phụ, còn bởi vì ông ta có thực lực. Sau khi phá hủy cánh cổng, chiến tranh lãnh chủ bước tới trước mặt đại quân của mình, bắt đầu sử dụng thần niệm để tìm kiếm vị trí của quy khư, chuẩn bị dẫn dắt đại quân tiến về đó. Chính trong lúc này, Kiêm Hà từ trong khoảng không vũ trụ xa xôi liền hiện thân, bước từng bước về phía chiến tranh lãnh chủ. Cho tới khi còn cách chiến tranh lãnh chủ khoảng chừng trăm trượng, cô liền dừng lại. Đại quân chiến tranh thâm nguyên sát khí quá mạnh, với năng lực của cô ấy chỉ có thể bước tới đây, không thể tiến thêm dù chỉ một bước. Ngươi là ai? Chiến tranh lãnh chủ giọng như sấm sét hỏi. Kiêm Hà không đáp, trực tiếp triệu hoán 13 đạo huyễn ảnh kính tượng. Kim Hà có được ma cách hoàn mỹ, bản thân cô ấy không hề có bất kỳ ma ý nào, thế nhưng 13 đạo huyễn ảnh kính tượng của cô ma ý lại cuồn cuộn ngất trời, tà khí điên cuồng vặn vẹo. Huyễn ma, ngươi đến từ thái cổ ma giới, thân là tà ác song tử của thái cổ chiến thần trước đây, chiến tranh lãnh chủ có thể nhận ra lai lịch của Kim Hà. Ngươi có thể nhận ra ta là huyễn ma, xem ra vẫn có thể giữ được ký ức kế thừa từ thái cổ chiến thần, không biết bây giờ ta nên gọi ngươi như thế nào." Kiêm Hà cười hỏi, Chiến tranh lãnh chủ nghe Kiêm Hà nhắc tới Thái cổ chiến thần bèn cau mày, nhớ lại nỗi nhục thất bại khi đó, bèn trầm giọng nói, "Chiến thần đã vẫn lạc, từ sau chỉ còn chiến tranh lãnh chủ, không còn chiến thần." "Ha ha, là bản thân ngươi không có tư cách đảm đương chiến thần, lẽ nào lại không cho phép người khác làm chiến thần hay sao?" "Ngươi có ý gì?" Chiến tranh lãnh chủ nổi giận hỏi Kiêm Hà. Chương 1030, trận pháp quyết đấu 2 chiến tranh lãnh chủ, kể từ thời khắc ngươi trở thành tà ác song tử liền đã mất đi thần cách của thái cổ chiến thần, sau đó thiên đạo đã đem cơ duyên này giấu tại nhân gian, hiện giờ một chiến thần mới đã được sinh ra tại nơi này. Không, trừ ta ra không có kẻ nào xứng đáng với cái danh chiến thần. Phải không, ta nghe nói tiên thiên ngũ hành trận của chiến thần chi đạo có thể vây khốn vạn vật, hôm nay đặc biệt tới để khiêu chiến, nếu như trong lúc quyết đấu ngươi có thể đánh bại ta, ta có thể dẫn ngươi đi gặp cô ấy. Kiêm Hà đã quăng ra mồi nhử chiến tranh lãnh chủ mặc dù tự phụ thế nhưng có thể sử dụng được chiến thần chi đạo vậy cũng không phải kẻ lỗ mãng nếu như kiêm hà trực tiếp khiêu chiến ông ta chắc chắn sẽ không đồng ý lập tức xuất quân tiêu diệt lời này của kiêm hà khiến cho chiến tranh lãnh chủ vô cùng tức giận vào lúc chuẩn bị đồng ý chợt nổi lên nghi ngờ ngươi nói ngươi tới nơi này chỉ vì để khiêu chiến ta chiến tranh lãnh chủ hỏi không sai tại sao chiến tranh lãnh chủ lại hỏi tiếp bởi vì ta đây muốn biết là tiên thiên ngũ hành trận của ngươi hay là huyễn ma thập tam thần sát đại trận của ta lợi hại hơn. Muốn chiến tranh lãnh chủ đồng ý quyết đấu rất khó, binh giả quỷ đạo giả hai chiến tranh lãnh chủ là kẻ cực kỳ đa nghi. Hay dùng binh đánh giặc phải gian trá binh pháp tôn tử. Thế nhưng vào lúc kiêm hà biến hóa huyễn ảnh kính tượng, bày ra huyễn ma thập tam thần sát đại trận thần bí khó lường vô cùng, ông ta bèn lập tức háo hức muốn tranh tài. Khi xưa thái cổ ma giới và thái cổ thần giới xảy ra chiến tranh, Huyễn Ma Vương dựa vào một tòa huyễn ma thập tam thần sát đại trận này đã tiêu diệt không biết bao nhiêu thần minh của thái cổ thần giới. Liên quan đến trận pháp này, từ lâu thái cổ chiến thần đã có khao khát muốn tranh tài, chỉ là không có cơ hội đích thân cùng chủ nhân huyễn ma quyết đấu. Được, không cần biết ngươi tới nơi này với ý đồ gì, ta đồng ý quyết đấu với ngươi. Chỉ mong ngươi có thể giữ lấy lời, trước khi ta đem thần hồn của ngươi hủy diệt, ngươi có thể nói cho ta hay là kẻ nào đã ngưng tụ được thần cách của thái cổ chiến thần. Muốn biết chân tướng đợi sau khi ngươi đánh bại ta hãy nói chiến trường diễn ra trận quyết đấu này nằm trong lãnh địa rộng cả nghìn trượng trước mặt đại quân chiến tranh thâm uyên bởi vì kẻ vốn đa nghi như chiến tranh lãnh chủ sẽ không cách đại quân của mình quá xa chỉ xét sức mạnh chiến đấu cá nhân kiêm hà không phải là đối thủ của chiến tranh lãnh chủ kiêm hà vốn dĩ mới ở cảnh giới trí cường đạo tổ mà chiến tranh lãnh chủ đã có lãnh địa chiến thần của riêng mình lãnh địa là uy năng của thần ma hoàn hảo Kiêm Hà mặc dù có được ma cách không tì vết nhưng bởi vì đã bỏ lỡ quá nhiều cơ duyên, thế nên vẫn chưa thể đánh thức được toàn bộ ý nghĩa thâm sâu của huyễn ma, làm chủ lãnh địa huyễn ma. Nếu không phải vì Kiêm Hà cố gắng ngưng tụ ma cách hoàn mỹ của mình, với ngộ tính và huyết mạch của mình, cô ấy đã sớm trở thành thần ma hoàn hảo rồi. Chỉ là nếu như vậy, ma đạo của tôi đã không có một Kiêm Hà tướng quân rồi. Kỳ thực trạng thái của Kiêm Hà so với tôi không khác bao nhiêu, tôi dung hợp thái cổ tam kiếm, chiến lược đã vượt qua trí cường đạo tổ nhưng cũng không có được lãnh địa của riêng mình. Lãnh địa của tôi là Thái Cổ Kiếm Vực, điều này vẫn là do Kiêm Hà nói với tôi. Cô ấy nắm rõ lịch sử Thái Cổ ma giới bị thiên đạo hủy diệt năm xưa, sở dĩ khi đó thiên đạo có thể một tay tiêu diệt hàng chục triệu ma tộc trong Thái Cổ ma giới là nhờ vào sức hủy diệt vô tận của Thái Cổ Kiếm Vực. Vốn dĩ Kiêm Hà không phải là đối thủ của chiến tranh lãnh chủ, thế nhưng huyễn ma thập tam thần sát đại trận của cô có thể kiềm chế được ông ta. Vì vậy, chiến tranh lãnh chủ muốn đánh bại cô ấy chỉ có thể dựa vào tứ đại phân thần của mình, dùng trận để phá trận. Tiên thiên ngũ hành trận của chiến thần chi đạo có thể làm lung tay pháp tắc thời không, mà huyễn ma thập tam thần sát đại trận có thể tạo ra vô số ảo ảnh. Vào lúc hai tòa pháp trận nhất tề được phát động tấn công lẫn nhau, chiến trường lập tức rơi vào trạng thái thời không hỗn loạn cùng với vô số huyễn ảnh, chẳng cách nào nhìn rõ cảnh tượng chiến đấu thực sự. Tôi không sốt ruột ra tay, bởi vì lúc này đây chiến tranh lãnh chủ vẫn chưa dốc toàn lực chiến đấu, mà ông ta lại cách đại quân của mình quá gần. Thời gian đang trôi đi, cuộc chiến giữa hai người dưới sự cố ý dẫn dắt của Kiêm Hà đã dần dần cách xa đại quân chiến tranh thâm nguyên, sau khi phát sát thần niệm của chiến tranh lãnh chủ hiện giờ đã không cách nào bao trùm lấy năm đội quân của ông ta, tôi lao ra khỏi khoảng không, dùng toàn lực xuất ra một đạo hỗn độn kiếm khí hồng lưu chém về phía đội quân tiên thiên ất mục. Đạo tàng có mây, mộc, ngũ hành chi thủy giã thủy, ngũ hành chi trung giã thổ, ngũ hành chi trung giã. ba ba mộc là số ngũ hành đầu tiên thủy là số cuối thổ ở giữa đây là thứ tự của tạo hóa đại quân chiến tranh thâm uyên không giống với ngục lôi thâm uyên không thể thâm nhập tuy nhiên muốn công kích cũng có điểm phải chú ý bởi vì mặc dù không có chiến tranh lãnh chủ trực tiếp chỉ huy năm đội quân này vẫn âm thầm tuân theo đạo ngũ hành tương sinh tương khắc mộc là số ngũ hành đầu tiên vì vậy tôi bắt đầu ra tay sát phạt từ đội quân tiên thiên ất mộc có thể chiếm được tiên cơ kiểm chế năm đội quân này kiếm dùng canh kim chủ sát trong ngũ hành kim khắc mộc, từ điểm này mà nói tôi đã dùng kiếm đầu tiên chém về phía đội quân Tiên Thiên Ất Mộc để lập uy. Sau khi trải qua trận chiến hủy diệt đại quân Ngục Lôi Thâm Uyên lần trước, uy lực hỗn độn kiếm khí hồng lưu của tôi bây giờ càng thêm cường đại. Một kiếm phá không, kiếm quang của côn lôn tuyết đã trực tiếp che khuất toàn bộ tinh quang. Chính vào lúc đại quân Tiên Thiên Ất Mộc đang háo hức chờ mong chiến tranh lãnh chủ chiến thắng quay lại, một trận sát ý hủy diệt liền kéo đến. Chương 1031, sóng lớn thành biển 1 kiếm đầu tiên dựa vào địa thế của hỗn độn kiếm khí hồng lưu mà xuất ra, không dưới 3 vạn quân binh chiến tranh thâm uyên khổng lồ đã chết dưới đạo kiếm này. So với con số 5 triệu quân binh của đại quân chiến tranh thâm uyên, sự sống chết của ba vạn quân này hầu như không đáng kể, trong lòng tôi thấy cay đắng, xem ra tôi vẫn đánh giá thấp khả năng chống cự của chúng. Vốn cho rằng với cảnh giới kiếm đạo của mình hiện giờ, một kiếm vung lên có thể khiến gió thổi cỏ dạp, bất khả chiến bại ai có thể ngờ những gã khổng lồ ất mộc chiến tranh thâm uyên này không những có thân thể to lớn, sinh cơ còn mênh mông vô tận, khó có thể giết chúng chỉ với một đường kiếm. Đông Phương ất mộc chấp trưởng sinh cơ, trừ phi gặp phải tổn thương chí mạng không thể cứu nổi, nếu không những gã khổng lồ này dù có phải gánh chịu bất kỳ thương tích nào cũng có thể phục hồi trong nháy mắt. Một kiếm dốc toàn lực chỉ có thể giết được ba vạn quân binh, phút chốc tôi liền có cảm giác bản thân mình như bị lừa vậy. Sớm biết thiên thiên ất mộc đại quân khó đối phó như thế này, tôi thả ra tay với đại quân tiên thiên mậu thổ còn hơn ngũ hành sinh khắc thổ sinh kim tôi nếu ra tay với đại quân tiên thiên mậu thổ sẽ không gặp phải trở ngại không những vậy càng chiến càng dũng mãnh thế nhưng thổ nằm giữa ngũ hành nếu tôi xuất thủ với chúng chắc chắn không thể thoát khỏi sự bao vây sát phạt của bốn đội quân còn lại về phần ba đội quân khác vàng chìm trong nước đại quân tiên thiên quý thủy có thể kiềm chế kiếm đạo của tôi lửa có thể tan chảy vàng cũng không có lợi cho việc dùng kiếm lập uy đại quân tiên thiên canh kim càng không dễ dàng chạm vào được trừ phi tôi muốn dùng mệnh đổi mệnh xem xét một vòng như thế tiên thiên ất mộc mặc dù khó đối phó nhưng bởi tiên thiên ất mộc là điểm bắt đầu của ngũ hành có thể giúp tôi dùng ưu thế của mình chủ động kiềm chế bốn đại quân khác tránh được sát ý của chúng sau khi dùng một đạo hỗn độn kiếm khí hồng lưu tiêu diệt ba vạn quân binh tiếp theo đó tôi chỉ có thể cố gắng hết sức sử dụng tất cả kiếm kỹ để tiêu diệt kẻ thù mặc dù kiếm khí dọc ngang khắp nơi thế nhưng hiệu quả giết địch của nó lại vô cùng thấp mà tiên thiên ất mộc vốn có một triệu đại quân, ngoài ra còn có bốn triệu quân khác đang chỉnh quân bày trận. Đại quân chiến tranh thâm uyên kẻ nào kẻ nấy to lớn như núi, mỗi lần bọn chúng công kích đều có thể gây ra tổn hại nghiêm trọng đến cơ thể đạo tổ của tôi. Còn may, 5 triệu đại quân có tính kỷ luật nghiêm khắc, để duy trì sự toàn vẹn của tiên thiên ngũ hành trận sẽ không dễ dàng chạy loạn khỏi vị trí của mình. Nếu như bọn chúng đồng loạt kéo tới tấn công, coi như tôi có thể dùng thân lãnh quỷ kiếm độn không cũng chẳng cách nào triệt để thoát khỏi màn công kích khắp nơi của chúng mà chỉ cần bị tấn công liên tục vài lần cũng đủ để tôi mất đi sức chiến đấu khó tránh được tử kiếp đội quân tiên thiên ất mộc có sức tấn công kém nhất trong năm đội quân chiến tranh thâm uyên điều này đã cho tôi cơ hội xoay chuyển phát huy kiếm kỹ của mình chỉ là trận chiến này kéo dài quá chậm tôi có chút lo lắng cho kiêm hà sợ rằng nguyễn ma thập tam thần sát đại trận của cô ấy không duy trì được bao lâu quân lính tiên thiên ất mộc chết dưới kiếm của tôi mỗi lúc một nhiều trận hình dần trở nên loạn Mắt thấy đội quân Tiên Thiên ất mộc bởi vì thương vong thảm hại mà sắp sụp đổ, chính trong lúc này, đại quân Tiên Thiên Quý thủy cuối cùng cũng khóa chặt được khí cơ của tôi, gầm lên một tiếng, tiên phong cất lên tiếng kèn tiến quân ầm ầm sấm sét. Ngay lập tức sát ý quân uy ùn ùn quét qua người tôi, trong nháy mắt khiến tôi bị nhấn chìm. Ngũ quan lục thức rơi vào hỗn loạn, ngay cả thần hồn cũng trở nên kinh hãi vô cùng. Ngũ hành thủy sinh mộc, khí thế quân uy từ Tiên Thiên Quý thủy ập tới không chỉ gây nên ảnh hưởng tiêu cực cho tôi, đồng thời còn tăng thêm sĩ khí cho đại quân tiên thiên ất mộc. Lúc này, số quân tiên thiên ất mộc chết dưới tay tôi đã lên tới 30 vạn, sau khi sĩ khí tăng lên cũng đồng thời bù đắp cho chiến lực đã mất. Kẻ lên voi người xuống chó, trong nháy mắt tôi đã phải đối phó với sát kiếp hung hiểm nhất. Đây chính là chỗ thần kỳ của tiên thiên ngũ hành trận, rút dây động rừng, liên thủ qua lại, xoay vần không ngừng. Mối đe dọa lớn nhất của tôi bây giờ đến từ sự công kích của sát khí quân uy đại quân tiên thiên quý thủy, nếu như không sớm giải quyết, sinh tử của tôi chỉ là chuyện xảy ra trong chớp mắt. Thần hồn tôi còn chưa đủ vững chắc, không cách nào tránh được mấy đòn công kích cường đại vào tinh thần này. Thùy Hỏa có thể làm được là bởi mệnh cách phá quân đã cho cô ấy giác ngộ coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, cuối cùng giúp cô ấy ngưng tụ tinh thần chiến đấu bất tử từ trong một trận lại một trận quyết chiến. Thân này bất tử, hồn này không diệt, mà tử thần vốn có thân thể bất tử, vì vậy, cô ấy mới có thể một mình đối phó với cả một đại quân. Mà đạo mất đi Thùy Hỏa, chẳng có gì phải nghi ngờ, chính là đã mất đi một tòa trường thành vững chắc như thép. Trường 1032, sóng lớn thành biển 2. Tôi muốn đem thần hồn của mình tôi luyện cả trăm lần, mục đích cuối cùng cũng là vì muốn rèn luyện chiến hồn của mình, thế nhưng chiến hồn rất khó ngưng tụ, kẻ có được chiến hồn từ cổ tới nay ngoài hai vị tướng phá quân của ma đạo gia cũng chỉ có cửu lê ma quân Sivu, có thể thâm nhập vào đại quân như giữa trốn không người. Hiện giờ tôi đã hợp nhất thái cổ tam kiếm, thứ còn thiếu chỉ có ngưng tụ chiến hồn bất tử. Một khi thành công, ngay cả thần ma ra tay cũng không thể lay chuyển được ý chí của tôi. Đối mặt với thiên đạo, tôi cũng có dũng khí vung kiếm chiến đấu. Không có được chiến hồn bất tử, hiện giờ tôi chỉ có thể tăng thêm sức mạnh của trái tim thất khiếu linh lung, Trấn áp nỗi sợ hãi do sát khí quân uy của tiên thiên quý thủy gây ra. Trái tim thất khiếu linh lung có thể giúp tôi không bao giờ đánh mất chính mình, chỉ là nếu dùng cách này để trấn áp sự bồn chồn trong lòng sẽ càng tiêu hao nhiều tâm lực hơn. Tâm lực ngoại trừ dùng để tính toán và thu phục điểm yếu của thần hồn, Đồng thời còn là một phần cội nguồn sức mạnh chiến đấu của tôi, mức độ quan trọng so với thần niệm không hề thua kém. Độ mạnh yếu của thần niệm quyết định uy lực của kiếm khí, nhưng tâm lực lại quyết định động cơ xuất kiếm. Cùng xuất kiếm, nếu dùng để chặt đứt một cành trúc xanh với dùng để chém một tòa núi lớn, uy lực xuất ra chắc chắn không giống nhau. Động cơ khác nhau, sức mạnh hủy diệt đương nhiên cũng khác nhau. Một khi tâm lực của tôi cạn kiệt, thần niệm cho dù vẫn tràn trề thì sức chiến đấu nhất định sẽ giảm đi rất nhiều, đây chính là cái gọi là hữu tâm vô lực. Thế nhưng bởi vì biết rõ hậu quả của việc tiêu hao tâm lực, mắt thấy cũng chỉ có thể mặc kệ tất cả, liều mạng thúc đẩy trái tim thất khiếu linh lung đối phó với sự công kích từ sát khí quân uy của đại quân tiên thiên quý thủy. Chiến đấu dưới áp lực to lớn như thế này vô cùng hung hiểm, thế nhưng thần hồn cũng vì vậy mà được cải thiện rất nhiều. Tôi có dự cảm, nếu như có thể tiêu diệt toàn bộ 5 triệu đại quân của chiến tranh lãnh chủ, Chắc chắn có thể giúp tôi hình thành chiến hồn bất tử cuộc chiến sinh tử ở cấp độ này chính là biện pháp rèn luyện linh hồn tốt nhất hướng tử mà sinh chỉ bằng cách này mới có thể đạt được kết quả mong muốn có sự can thiệp của sát khí quân uy từ đại quân tiên thiên quý thủy trận đấu đã quay trở lại điểm ban đầu mặc dù tôi vẫn có lợi thế như cũ thế nhưng thời gian lại đứng về phía địch nhân bởi vì trong lúc thần niệm của tôi bị tiêu hao tâm lực cũng đang điên cuồng tổn thất dưới tình huống này Tôi không thể tiếp tục lựa chọn giải pháp an toàn được nữa, chỉ có thể cầu thắng trong hung hiểm, tôi không còn theo đuổi hiệu quả giết địch của kiếm khí lưu hình, chỉ có thể không ngừng giải phóng chúng. Dần dần, càng ngày càng có nhiều kiếm khí lưu hình vây lấy tôi, cũng đồng thời, kẻ địch xung quanh tôi cũng mỗi lúc một đông. Đợi cho tới khi kiếm khí lưu hình đã đủ để hình thành một biển kiếm hải, tôi bắt đầu dựa vào thần niệm của mình để dẫn dắt dòng kiếm khí đầu tiên. Cùng với thần niệm đang không ngừng rót vào đạo kiếm khí lưu hình đầu tiên liền chủ động tìm kiếm đạo thứ hai, tích cực dung hợp. Sau khi hoàn thành dung hợp, lại tiếp tục tìm kiếm đạo thứ ba, thứ tư. Trong lúc kiếm khí lưu hình vẫn đang dung hợp, tôi dùng thân lãnh quỷ kiếm, điên cuồng lôi kéo chiều hướng của đạo kiếm khí lưu hình đầu tiên. Trong cả quá trình tôi không hề thả ra bất kỳ đạo kiếm khí lưu hình nào nữa, thay vào đó ngưng tụ tất cả thần niệm, toàn lực hoàn thành việc này. Không có kiếm khí lưu hình sát phạt, mấy gã khổng lồ tiên thiên ất mộc công kích tôi mỗi lúc một nhiều, trên người tôi phải đón nhận thương tích nặng nề áp lực phải chịu đựng càng lúc càng lớn cuối cùng toàn bộ kiếm khí lưu hình đã được dung hợp hình thành một đạo kiếm khí hồng lưu tràn trề sức mạnh hủy diệt cũng trong lúc này bản thân tôi đã chạm đến bước ngoặt quyết định sinh tử tôi gầm lên một tiếng ngự không chọc thiên bay lên đạo kiếm khí hồng lưu dữ dội chưa từng có nay cũng theo tôi bay lên không trung không đợi đại quân tiên thiên ất một kịp thời phản ứng tôi lộn ngược thân hình côn lôn tuyết trong tay bay ra trực tiếp cắm thẳng vào trung tâm đại quân hỗn độn kiếm khí hồng lưu thuận theo côn lôn tuyết mà thoát ra, giống như một làn sóng cuồn cuộn ngất trời ập xuống mặt đất. Nó nhanh chóng tan ra thành một biển kiếm hỗn loạn minh mông vô tận, quét sạch tất cả những gã khổng lồ tiên thiên ất mộc ở phía dưới. Trực tiếp triệu hoán hỗn độn kiếm hải sẽ khiến tôi rơi vào trạng thái yếu nhược, tiêu hao toàn bộ sức mạnh chiến đấu, bởi vì thần hồn của tôi không thể chịu nổi cường độ cần thiết để duy trì hỗn độn kiếm hải. Thế nhưng, vào lúc tôi dùng cách thức biến tướng này để triệu hoán kiếm hải, Thứ mà tôi cần khống chế không phải là Hỗn Độn Kiếm Hải mà là một đạo kiếm khí Hồng Lưu. Bằng cách này, cường độ thần niệm cần thiết đã suy giảm đi rất nhiều. Hỗn Độn Kiếm Hải đã thể hiện uy lực của nó, đủ để khiến 70 vạn đại quân tiên thiên ất mục bị kiếm khí hủy diệt không còn một mống. Bụi trở về với bụi, đất trở về với đất, tất cả trở về hư vô. Chương 1033, Chiến hồn bất tử 1. Năm đội quân của lĩnh chủ chiến tranh khi chiến đấu trong hư không vũ trụ không phải chưa từng chứng kiến cảnh tượng hủy diệt Họ cũng đã từng tạo ra những cuộc chiến hủy diệt, hủy diệt vô số vị diện thế giới và vương quốc thâm nguyên. Thế nhưng, họ chưa bao giờ tưởng tượng rằng có ai đó có thể một kiếm tiêu diệt 70 vạn tiên thiên ất mục chiến tranh cự nhân, một trận chiến có thể tiêu diệt một chi đại quân hơn trăm vạn. Cự nhân chiến tranh tiên thiên ất mục có sức sống vô tận, họ cũng có thể nhờ tinh khí tiên thiên ất mục mà chữa lành vết thương, có thể một kiếm chảm đứt sinh cơ, và lại còn cùng lúc hủy diệt luôn thần hồn của họ, nhìn khắp cả hư không vũ trụ, lại có bao nhiêu người có thể làm được điều này? ngay cả bổn tôn lĩnh chủ chiến tranh cũng không thể làm được. Những người có thể làm được điều đó ít nhất phải có thực lực tương đương chủ của thái cổ tam giới, ví dụ như tử thần, thái cổ thần vương, thái cổ ma đế. Họ không hiểu rõ về nhân gian nên không biết cửu u nữ đế có thể làm được, và lại còn nhẹ nhàng hơn tôi. Còn có côn, nếu côn ra tay, thì thứ bị hủy diệt không chỉ vỏn vẹn một chi đại quân nữa, mà là cả năm chi. Về chiến lực của côn, tôi đã từng hỏi qua nữ đế, cáo trả lời của nữ đế lại sâu không thể đoán, sức hủy diệt còn cao hơn cả thái cổ thần vương sở dĩ tôi có thể làm được hoàn toàn là nhờ vào sức mạnh hủy diệt của hỗn độn kiếm hải với sức mạnh thần hồn hiện tại của tôi tương đương với việc cưỡng chế thi triển nhưng vì tôi đang dựa vào hỗn độn kiếm khí để diễn hóa kiếm hải nên tôi có thể tránh được hiệu ứng suy nhược tôi và kiêm hà đều đánh giá thấp độ khó của đại quân của chiến tranh thâm uyên nếu tôi không thi triển một nhát kiếm như vậy người đầu tiên bị giết sẽ không phải là kiêm hà mà là tôi nghĩ đến đây tôi càng tin chắc vào câu nói của mộ dung nguyên duệ rằng tôi là vận mệnh chi tử sao sao đứa con của số phận bởi vì trong thời khắc mấu chốt như vậy tôi vẫn có thể tìm cách chảm ra một nhát kiếm khiến cả vũ trụ phải kinh ngạc như vậy ngoài sự ban tặng của số phận tôi không thể nghĩ ra lý do nào khác nữa ngộ tính của tôi kém xa so với ma đạo tổ sư thậm chí còn kém hơn lữ thuần dương mà kiếm pháp này không phải là kẻ múa rìu qua mắt thợ như tôi có thể chém ra được vì vậy nếu muốn đặt tên cho nhát kiếm này thì chỉ có thể gọi là vận mệnh. Giữa dòng chảy số phận, sóng lớn hóa thành biển cả. Bốn chi đại quân ban đầu tràn đầy sức sát khí quân uy, sau khi tôi một kiếm tiêu diệt 70 vạn tiên thiên ất mộc chiến tranh cự nhân, sát khí quân uy đã giảm đi đáng kể. Áp lực trên người tôi đột nhiên giảm bớt, tôi không dám trì hoãn, lập tức dùng kiếm lao thẳng vào đại quân tiên thiên ly hỏa. Sát khí quân uy của họ chỉ tạm thời suy yếu, sẽ còn tăng trở lại, bởi vì lĩnh chủ chiến tranh đã đập nát cổng giới họ không còn đường nào để rút lui. Trên thực tế, nếu lĩnh chủ chiến tranh không bị kiêm hà kiềm chế, dùng đạo chiến thần mà điều động năm chi quân, tôi sẽ đã không có một chút cơ hội nào. Bỏ qua tiên thiên ngũ hành trận, đại quân chiến tranh thâm nguyên dù là một mình một ngựa hay chiến lược tổng thể, cũng đều mạnh hơn đại quân ngục lôi thâm nguyên nhiều. Lửa nóng thì chảy vàng, khi tôi chiến đấu trong nội địa của quân đội tiên thiên ly hỏa, côn lôn tuyết trong tay tôi trở nên nóng cực kỳ. Không ngờ côn lôn tuyết ngày càng nóng, thì người của tôi càng như đang bước đi trong biển lửa vậy. Tiên Thiên Ly Hỏa Chiến Tranh Cự Nhân không có năng lực hồi phục mạnh mẽ như Tiên Thiên Ất Mộc Chiến Tranh Cự Nhân, có thể phục hồi nhanh chóng sau khi bị thương, nhưng sức tấn công của họ mạnh hơn nhiều so với Tiên Thiên Ất Mộc Chiến Tranh Cự Nhân. Dù là liệt diễm chi quyền hay hỏa lãng thổ tức, cũng không phải thứ mà cơ thể đạo tổ hiện tại của tôi có thể chịu đựng được. Ngoài ra, Tiên Thiên Ly Hỏa Chiến Tranh Cự Nhân còn có thể các dạng pháp trận khác nhau để phóng thích các đợt sóng xung kích liệt diễm với cường độ khác nhau hóa thành biển lửa lúc đầu tôi có thể thường xuyên sử dụng quỷ kiếm để tránh các đòn tấn công bằng lửa của tiên thiên ly hỏa chiến tranh cự nhân nhưng khi nhiệt độ ở khu vực này ngày càng cao dù tôi có tránh né thế nào đi chăng nữa tôi cũng không thể tránh khỏi nỗi đau khi liệt diễm đốt cháy ra thịt cảm giác nghẹt thở ngày càng mạnh mẽ hơn côn lôn tuyết lạnh thấu xương dường như muốn tan chảy trong tay tôi mà người tôi dường như có thể bị liệt diễm đốt thành cho bất cứ lúc nào nhưng mà đại quân liệt diễm chỉ mới giết được có ba phần dựa theo tình hình hiện tại e rằng trước khi giết hết tất cả tiên thiên ly hỏa chiến tranh cự nhân, thì bản thân sẽ bị lửa thiêu chết trước. Điều khủng khiếp nhất là khi chịu áp chết khắp trốn trong đại quân tiên thiên ly hỏa, sát khí quân uy yếu ớt của ba quân đội còn lại cũng quay lại trạng thái đỉnh cao. Do là quý thủy đã khắc chế ly hỏa, điều mà tôi hiện đang phải chịu đựng chính là lực sát phạt từ đại quân tiên thiên canh kim và tiên thiên mậu thổ. Không phải một mà là hai, điều làm tôi ngạc nhiên là hai tầng sát khí quân uy áp lên thân thể, nhưng cũng không khiến tôi cảm thấy quá sức chịu đựng. Trên thực tế, việc tiêu hao tâm lực đã chậm lại rất nhiều so với trước đó. Chương 1034, Chiến hồn bất tử 2. Có vẻ như thần hồn của tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn trong trận chiến với Tiên Thiên ất Mộc chiến tranh cực nhân y. Điều này càng khẳng định thêm suy đoán của tôi, rằng đại quân ngũ hành tiên thiên của lĩnh chủ chiến tranh có thể là cơ hội để tôi rèn luyện chiến hồn. Vạn vật trên thế gian đều có ngũ hành, thần hồn có thể chịu đựng được sức mạnh sát phạt của tiên thiên của ngũ hành mà không bị tiêu diệt tất nhiên sẽ là chiến hồn bất tử tuy nhiên mặc dù sự tiêu hao tâm lực đã giảm đi rất nhiều nhưng sự mất đi của sinh cơ lại tăng lên rất nhiều cùng lúc với nhiệt độ cơ thể gia tăng thì cơ thể cũng bị bao quanh bởi liệt diễm không thể tránh cũng chẳng né được điều quan trọng nhất là tôi không thể trốn thoát được trong lĩnh vực tiên thiên ly hỏa tôi chỉ phải chịu đựng cuộc tấn công của tiên thiên ly hỏa chiến tranh cự nhân một khi tôi đột phá và trốn thoát khỏi lĩnh vực thứ đối mặt chính là sát phạt của bốn tri đại quân còn có cả sát khí quân uy của họ nữa huống chi cho dù tôi có thể may mắn thoát khỏi còn kiêm hà phải làm thế nào bây giờ tôi đã nhận ra rằng nguy cơ tử vong do đại quân tiên thiên ly hỏa mang đến cho tôi còn nghiêm trọng hơn nhiều so với đại quân tiên thiên ất mộc nếu cứ tiếp tục như thế này thì tôi chỉ có đường chết tôi sử dụng lại chiêu cũ nhưng lại lo thần niệm kham không nổi có thể tiêu diệt đại quân tiên thiên ất mộc đã là sự ban tặng của vận mệnh rồi tôi cũng không dám đòi hỏi quá nhiều thế nên tôi chỉ có thể nghĩ ra cách khác Tôi rời mắt đến đại quân tiên thiên quý thủy, bây giờ toàn thân tôi như đang bốc cháy, côn lôn tuyết thậm chí còn bị đốt đến đỏ rực. Chỉ có quý thủy mới có thể phá vỡ ly hỏa, cũng chỉ có quý thủy mới có thể xoa dịu nỗi đau mà tôi đang phải chịu đựng. Ngay tức khắc, tôi kéo cơ thể nát tươm đang chiến đấu với tiên thiên ly hỏa chiến tranh cự nhân mà ngự không phi hành, cắm thẳng vào bên trong đại quân tiên thiên quý thủy. Tôi làm vậy là tương đương với việc phát động cuộc chiến trên hai mặt trận, chẳng khác gì tự tìm đường chết. Nhưng nếu tôi không làm như vậy, thì sẽ giống với việc nước lạnh luộc ếch vậy, bị mắc kẹt trong đại quân tiên thiên ly hỏa thì vẫn là tử kiếp khó thoát. Ngay khi côn lôn tuyết đỏ rực và nóng đỏ tiến vào đại quân tiên thiên quý thủy, nó lập tức khơi dậy một làn xương trắng đục vô tận. Tiên thiên quý thủy lạnh đến thấu xương, quý thủy hóa thành hàn băng, gần như đóng băng cả thần hồn. Tôi vừa ra khỏi biển lửa và lại nhảy vào hầm băng. Thần hồn chịu đựng thử thách kép của cả liệt diễm và hàn băng, gào thét tuyệt vọng. Sau nỗi đau cùng cực, Tôi nhận ra thần hồn mình lại lớn mạnh hơn rất nhiều. Tựa thể như kiếm sĩ rèn kiếm, sau khi nung nóng thanh kiếm, thanh kiếm cần được tôi luyện để sắc bén hơn, kiếp nạn hàn băng cùng liệt diễm đã tôi luyện thần hồn tôi. Sự lớn mạnh của thần hồn khiến tôi bình tĩnh hơn khi chiến đấu chống lại sát khí quân uy. Tiếp theo đó, tôi tiếp tục càn quét trong đại quân tiên thiên quý thủy, đợi khi thần hồn tôi không còn chịu đựng được nỗi đau của hàn băng nữa, tôi lặp lại lặp lại chiêu cũ, nhảy về đại quân tiên thiên ly hỏa. Vòng lặp này cứ trở đi trở lại, Mặc dù vết thương ngày càng nghiêm trọng nhưng thần hồn cũng theo đó mà ngày càng mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, khi tôi nhận thấy thần niệm của mình đủ mạnh để thi triển vận mệnh chi kiếm một lần nữa, tôi giải phóng dòng hình kiếm khí vô tận để ngưng tụ thành một làn sóng khổng lồ, thi triển Hỗn Độn Kiếm Hải để tiêu diệt Đại Quân Tiên Thiên Ly Hỏa. Sau khi tiêu diệt Đại Quân Tiên Thiên Ly Hỏa, thần hồn của tôi cũng trở nên mạnh mẽ hơn, điều này còn khiến kiếm khí của tôi càng tăng thêm uy lực. Nhận thấy thần niệm không còn nhiều, tôi ngừng sử dụng vận mệnh chi kiếm nữa chỉ dựa vào sức mạnh vốn có của kiếm để tiêu diệt đại quân tiên thiên quý thủy. 300 vạn đại quân chiến tranh thâm nguyên đều bị tôi một kiếm tiêu diệt như vậy, hai chi đại quân còn lại vô cùng sợ hãi, thì cũng đồng thời bộc phát ý chí chiến đấu mạnh mẽ nhất. Hai chi đại quân của tiên thiên mậu thổ và tiên thiên canh kim hợp nhất thành một và chủ động tấn công về hướng của tôi. Cuộc giết chóc tàn khốc vô tận bắt đầu, tôi sử dụng toàn bộ thần niệm và tâm lực của mình, sự sống hay cái chết cũng chỉ phụ thuộc vào sự kiên trì cuối cùng của tôi kể từ khi trở thành ma đạo tổ sư tôi chưa từng giờ giết chóc mà tính theo con số trăm vạn như hôm nay giết chóc là nguồn gốc tội lỗi từ sâu thẳm trong thần hồn của tôi cảm nhận được sự ra đời của tội lỗi đồng thời tôi cũng cảm nhận được tiếng thở dài từ số phận tuy nhiên không giết chóc thì không đủ để ngăn chặn việc giết chóc với tư cách là ma đạo tổ sư tôi vốn không nhiều sự lựa chọn năm đó khi thiên đạo diệt trừ thái cổ tam giới tội lỗi so với tôi của hôm nay nặng hơn rất nhiều ông ta có thể chịu đựng được Tôi tin rằng tôi cũng có thể chịu đựng được. Vì tôi là vận mệnh chi tử nên mọi việc tôi làm đều là sự lựa chọn của số phận. Tôi không biết đã mất bao lâu, nhưng khi tên chiến tranh cự nhân cuối cùng nằm xuống, tôi cuối cùng cũng cạn kiệt toàn bộ sức lực. Tâm lực kiệt quệ khiến tôi không thể xuất kiếm được nữa, vì tôi mất đi động lực để rút kiếm rồi. Thế nhưng, không những thần niệm của tôi không cạn kiệt, mà do thần hồn của tôi thay đổi, mà nó càng trở nên vô tận, từng hơi thở và suy nghĩ đều rắn chắc như kim thạch. Bách luyện thành hồn tiêu diệt đại quân tiên thiên ngũ hành, cuối cùng tôi cũng rèn được chiến hồn bất tử. Ừ. Dù không thể xuất kiếm được nữa nhưng tôi vẫn cầm côn lôn tuyết tiến tới chiến cục giữa kiêm hà và lĩnh chủ chiến tranh. Mọi ảo tưởng và sao lãng giờ đây đã biến mất, thời gian và không gian đã trở nên ổn định hơn. Cuộc đọ sức giữa kiêm hà và lĩnh chủ chiến tranh, giờ này đã đi đến giây phút sinh tử cuối cùng. Tôi không thể xuất kiếm, nhưng thần niệm mạnh mẽ của tôi có thể khiến lĩnh chủ chiến tranh sợ hãi. Bây giờ tôi chỉ hy vọng hắn ta có thể bị tôi dọa sợ, nếu không thì cả tôi và Kiêm Hà đều sẽ bị một mình hắn ta giết chết. chương 1035, Đồng sinh Cộng tử 1 Lực chiến bổn tôn của Kiêm Hà ở cảnh giới đạo tổ mạnh nhất, kém xa so với lĩnh chủ chiến tranh. Cho nên từ lúc bắt đầu, Kiêm Hà đã muốn tỉ thí trận pháp, sử dụng đại trận huyễn ma thập tam thần sát để đối đầu với trận tiên thiên ngũ hành. Vạn vật trên thế gian đều bắt nguồn từ ngũ hành, tuy đại trận huyễn ma thập tam thần sát có vô số huyễn tượng mê ảo, nhưng dù trận pháp có phát triển thế nào, thì vẫn không thay đổi và không thể thoát khỏi phạm vi của tiên thiên ngũ hành. Ví dụ như trận pháp đúc kết từ thương ma và diêm ma, thuộc về hành hỏa trong ngũ hành. Băng ma và tuyết ma đều thuộc hành thủy trong ngũ hành, còn thổ ma và thạch ma thuộc về hành thổ. ưu điểm của đại trận huyễn ma thập tam thần sát chính ma thần thiên biến vạn hóa, các loại thần thông khác nhau cùng xuất hiện trong dòng chảy vô tận, có thể mê hoặc lòng người, khó phân biệt thật giả. Trận pháp không sử dụng sai mà là sử dụng với sai người. Lĩnh chủ chiến tranh có thể dùng đạo chiến thần mà dò xét tiên thiên ngũ hành, cho dù trong trận pháp của Kiêm Hà có bao nhiêu huyến tượng, đều bị ông ấy lập tức nhìn thấu. Trong cuộc đối quyết với Kiêm Hà, bản thân lĩnh chủ chiến tranh đã ở thế bất khả chiến bại rồi. Bản thân Kiêm Hà cũng biết điều này, cô ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc đánh bại lĩnh chủ chiến tranh, cô ấy chỉ muốn câu giờ cho tôi. Rất may, cô ấy đã làm được. Khi tôi giết chết tên chiến tranh cự nhân cuối cùng, đại trận huyễn ma thập tam thần sát đột nhiên vỡ trận. Cùng với sự vỡ vụn đó còn có bốn phân thần lĩnh chủ chiến tranh, đây chính là cái giá át phải trả. Huyễn ma nực cười kia, sống chết của ngươi chỉ nằm trong một giây suy nghĩ của ta, hiện giờ chính là thời điểm hoàn thành ván cược của ngươi rồi. Lĩnh chủ chiến tranh hỏi, ngay cả khi ta nói cho người biết chiến thần của nhân gian hiện giờ là ai, ngươi lại có thể làm gì được cơ chứ? Kiêm hà nhìn thấy tôi đi về phía cô ấy, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Ta sẽ đích thân giết hả, rồi nuốt chừng cả thần cách của À. Nếu như là trước đây, ngươi còn có mấy phần cơ hội, nhưng hiện giờ thì căn bản ngươi không thể làm được. Chiến thần nhân gian hiện tại chính là Nhân đạo Tổ sư Mộ Dung Nguyên Duệ. Một mình ngươi thì tuyệt đối không thể đối đầu với cả Tiên đạo được. Tiên đạo thì sao, chỉ là thiên binh thiên tướng nhỏ nhoi há có thể sánh được với đại quân chiến tranh thâm uyên 500 vạn của ta. Đợi khi ta san bằng Quy Khư, ta sẽ dẫn quân tấn công Tiên đạo rồi giết Mộ Dung Nguyên Duệ. Lĩnh chủ chiến tranh đến nhân gian là vì Quy Khư thiên đạo sẽ không cho phép hắn ta dùng vũ lực chống lại thiên đạo. Nhưng nếu hắn có thể chinh phục quy khư trước rồi tấn công mộ dung nguyên duệ, thì thiên đạo sẽ không can dự. Bởi do có quy khư là nơi hóa sinh nên đồng nghĩa việc lĩnh chủ chiến tranh đã có gốc rễ ở nhân gian, có tư cách tham gia vào cuộc chiến phong thần. Có đại quân chiến tranh thâm uyên 500 vạn quân làm hậu thuẫn, người quả thực có tư cách khiêu chiến tiên đạo tổ sư. Nhưng tại sao, người không thử quay đầu nhìn xem đại quân của ngươi đang ở đâu rồi? Kiêm Hà cười nhạt hỏi. Nụ cười trên mặt Kiêm Hà khiến lĩnh chủ chiến tranh có một dự cảm không tốt. Khi hai người đối mặt nhau, do sự hỗn loạn về không gian và thời gian nên đã cắt đứt mối liên hệ giữa lĩnh chủ chiến tranh và đại quân của hắn. Đợi khi pháp trận của hai bên cùng lúc bị phá vỡ, lĩnh chủ chiến tranh quan tâm đến sự việc chiến thần ở nhân gian, chỉ tập trung vào việc thẩm vấn Kiêm Hà mà không liên lạc ngay với năm chi đại quân thâm uyên của hắn. Điều quan trọng nhất là hắn chưa bao giờ nghĩ rằng quân đội của mình sẽ gặp vấn đề thân là cặp song sinh tà ác của Thái cổ chiến thần, lĩnh chủ chiến tranh rất giỏi chỉ huy quân đội, quân đội của hắn có tính kỷ luật cao và sẽ không gây ra bất kỳ rắc rối nào. Cho dù không có hắn và phân thần của hắn chỉ huy, thì 500 vạn quân này cũng có thể độc lập hình thành trận tiên thiên ngũ hành. Lĩnh chủ chiến tranh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng có người có thể chôn vùi toàn bộ 500 vạn quân của mình trong quãng thời gian ngắn như vậy. Lĩnh chủ chiến tranh lo lắng Kiêm Hà sẽ lừa gạt mình mà đánh lén, cho nên cũng không quay đầu lại mà chỉ phóng ra thần niệm để cảm nhận thần niệm phóng thích ra, tựa như run nhỏ xuống biển. Đại quân 500 vạn người không có phản ứng gì, im lặng một cách kỳ lạ. Lĩnh chủ chiến tranh nhanh chóng quay lại, rồi sau đó hắn chỉ nhìn thấy tôi đang đi về phía của hắn. Mà đằng sau tôi thì chẳng có gì cả. Ngươi là ai? Lĩnh chủ chiến tranh nhìn tôi nghiêm nghị và hỏi. Quỷ thần minh minh, tự tư tự lượng. Ngươi là ma đạo tổ sư. Lĩnh chủ chiến tranh sừng sốt, bắt đầu hướng thần niệm về tôi do là nếu xét trên uy áp thần niệm mà tôi tỏa ra, rõ ràng tôi càng có tính uy hiếp hơn kiêm hà. Đúng vậy, đại quân 500 vạn của ta đi đâu rồi? Thấy tôi thừa nhận, vẻ mặt lĩnh chủ chiến tranh càng trở nên nghiêm nghị. chương 1036, Đồng sinh Cộng tử 2 Họ không đi đâu cả, chỉ ở trong lĩnh vực chiến tranh ngũ hành của ngươi thôi. Tôi đáp, tại sao ta không cảm nhận được sự hiện diện của họ? Bởi vì bọn họ đều đã chết rồi, trở về với các bụi hết thảy, nên tất cả những gì ngươi cảm nhận chỉ là mảng hư vô. Lĩnh chủ chiến tranh gầm lên như sấm, lớn tiếng nói: "Không, không thể nào. Trừ khi tử thần của Thái Cổ Minh giới đích thân đến, nếu không thì không ai có thể tự mình tiêu diệt được ngũ hành chiến tranh cự nhân của ta. Không gì là không thể cả, chỉ là ngươi không muốn tin vào nó, là vì ngươi chẳng biết gì về uy lực của Thái Cổ kiếm đạo. Mọi thứ trên thế giới đều đến bắt nguồn từ ngũ hành, ngũ hành lại sinh ra từ âm dương, âm dương xuất phát từ hỗn độn." nếu ta nói cho người biết kiếm của ta có thể chảm ra lực hỗn độn nguyên sơ thì ngươi có còn nghi ngờ năng lực của ta nói xong tôi rút côn lôn tuyết ra tay trái chắc thành hình kiếm chỉ nhẹ nhàng lướt qua thân kiếm trắng như tuyết tâm lực của tôi cạn kiệt tôi không thể phóng ra dù chỉ là một tia hình kiếm khí nhỏ xíu tuy nhiên khi kiếm chỉ của tôi lướt qua thân kiếm thấm đẫm máu của chính mình vào thân kiếm côn lôn tuyết đột nhiên phát ra luồng sức mạnh vô biên lực hỗn độn kiếm khí chứa trong thanh kiếm đột nhiên được kích hoạt Kiếm thuần quân tử có kiếm khí riêng, Côn Lôn Tuyết của tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, hỗn độn kiếm khí mặc dù cực kỳ thuần khiết, nhưng số lượng quá ít, chỉ có thể dùng để dọa địch mà không thể dùng để giết địch. Nhìn thấy Côn Lôn Tuyết phát tán ra kiếm khí hỗn độn, lĩnh chủ chiến tranh tỏ ra vô cùng kinh ngạc và sợ hãi. Vậy nhưng, cái chết của 500 vạn đại quân khiến hắn ta tức giận, cứ thể bỏ chạy thì hắn chết cũng không cam tâm. Mặc dù trong lòng rất sợ hãi nhưng hắn vẫn đứng yên không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi đạo chiến thần có thể dò xét thiên cơ nếu bị hắn ta nhìn thấy chiến lược hiện tại của tôi tôi và kiêm hà tức khắc sẽ gặp nguy hiểm sinh tử vì vậy dù bây giờ tôi không thể rút kiếm ra được nhưng tôi vẫn bước về phía hắn từng bước một lĩnh chủ chiến tranh sắc mặt bất an tựa hồ nhận thấy có gì đó không ổn nhưng đối mặt với từng bước một tới gần của tôi hắn lại không dám tiếp tục do thám nữa bay ra khỏi không trung sử dụng đạo chiến thần để biến đổi thời gian và không gian phút chốc đã biến mất khỏi phạm vi cảm nhận thần niệm của tôi nhìn thấy lĩnh chủ chiến tranh cuối cùng cũng trốn chạy, tôi mới thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Kiêm Hà bước đến trước mặt tôi, nhẹ nhàng nói, tạ lan, thực sự không ngờ tới anh có thể tự mình tiêu diệt đại quân thâm nguyên 500 vạn binh của lĩnh chủ chiến tranh. Nếu không phải em kiềm chế được lĩnh chủ chiến tranh, anh cũng không có cơ hội làm được. Em thấy thần niệm anh rồi rào, vì sao không dùng kiếm của mình diệt luôn lĩnh chủ chiến tranh, đỡ phải phiền phức sau này. Kiêm Hà nghi hoặc hỏi, tôi đang định đáp lại lời cô ấy thì bất chợt cảnh giác, cảm nhận được một sát cơ vô cùng hung hiểm. Lĩnh chủ chiến tranh quay lại, lần nữa xuất hiện trước mặt chúng tôi, trực tiếp triệu hồi bốn phân thần. Trong trận chiến vừa rồi, Kiêm Hà đã dùng hết sức mạnh, cạn kiệt toàn bộ linh lực của mình để đánh bại bốn phân thần của lĩnh chủ chiến tranh bằng 13 huyễn ảnh. Thật không ngờ thần niệm của lĩnh chủ chiến tranh lại mạnh mẽ và dồi dào đến mức vẫn còn sức tiếp tục triệu hồi tứ đại phân thần. Huyễn ma, để ta nói cho người đáp án không ai có thể dễ dàng tiêu diệt đại quân 500 vạn của ta, bởi vì không ai ngoại trừ tử thần có thể xem nhẹ sát khí quân uy của 500 vạn quân. Sở dĩ mà đạo tổ sư không giết ta, là vì bởi vì hắn đã hao tổn hết tâm lực, căn bản là không thể xuất kiếm được nữa. Sắc mặt của Kiêm Hà thay đổi tức khắc khi cô ấy nghe thấy điều này, cô ấy quay đầu lại nhìn tôi. Tôi gật nhẹ đầu với cô ấy, dùng thân mình chắn cô ấy, dùng thần niệm truyền âm nói với cô ấy, anh sẽ giữ chân hắn, em nhanh chóng rời đi. Em đi rồi, anh thì sao, anh đã ngưng tụ ra chiến hồn bất tử, hắn nhiều nhất chỉ hủy đi thân thể anh, không thể tiêu diệt được thần hồn của anh. Không, anh đừng hòng gạt em, chiến hồn bất tử vốn dĩ không thể thoát khỏi trận pháp tiên thiên ngũ hành của lĩnh chủ chiến tranh." Kiêm Hà trực tiếp từ chối. "Thế thì đã sao, nếu hắn giết anh, hắn sẽ phải dùng trận pháp để tiêu diệt chiến hồn bất tử của anh, vừa hay em có thể nhân cơ hội trốn thoát. Nếu em ở lại đây, cả hai chúng ta đều sẽ chết." Kiêm Hà quả thực có cơ hội chạy trốn. Sau khi thừa nhận thân phận Ma đạo tổ sư, hắn chủ yếu sẽ nhắm mục tiêu đến tôi. Không, em muốn chết cùng anh. Đừng ngu ngốc Kiêm Hà, Thái cổ ma giới không thể thiếu một vị tướng quân có thể lãnh đạo quân đội. Tuy nhiên, ma đạo cũng không thể tồn tại nếu không có anh, Ma đạo tổ sư. Cuối cùng, không ai trong chúng tôi có thể thuyết phục đối phương. Lúc này, bốn phân thần và bổn tôn lĩnh chủ chiến tranh đã hoàn thành bố cục Tiên Thiên Ngũ Hành, vây chặt tôi và Kiêm Hà bên trong trận pháp. Thấy vậy, Tôi thở dài và nói, bây giờ, em dù muốn đi cũng không được nữa rồi. Tạ Lan, nếu như bây giờ anh vẫn còn tâm lực, liệu anh có thể đột phá trận pháp này? Kiêm Hà đột nhiên hỏi, có thể, sau khi tu luyện được chiến hồn bất tử, dù không có hỗn độn kiếm hải thì tôi vẫn nắm chắc việc phá hủy trận pháp tiên thiên ngũ hành. Việc này thì dễ dàng rồi, trong chúng ta sẽ không có người nào chết cả. Kiêm Hà vẻ mặt ung dung đáp, chương 1037, 8.000 giảm kiếm 1 tôi đang định hỏi kiêm hà nghĩ ra biện pháp gì đột nhiên cảm thấy sau lưng có hơi ấm sau đó một luồng hơi ấm vừa mềm vừa uyển chuyển đã xâm nhập vào cơ thể tôi theo huyết mạch chảy vào trái tim thất khiếu linh lung của tôi với luồng hơi ấm đi vào tim thất khiếu linh lung vốn đã khô héo giờ đây đã đập mạnh trở lại đây là tâm lực kiêm hà đã cho tôi tất cả tâm lực còn lại sót của cô ấy làm tôi nhớ đến trận chiến với giã tiên ở quan ngoại để đối phó với băng long ngạo hàn kiêm hà đã mạo hiểm mạng sống của mình thì triển thần thông lưỡng tâm chi. Lúc đó tôi nghĩ cô ấy đang truyền thêm thần niệm của cô ấy cho tôi, nhưng thực tế thứ cô ấy cho tôi chính là tâm lực, bởi vì tim không gì là không thể, mà tâm lực có thể thế chỗ cho thần niệm giúp tôi chế ngự được kiếm khí cự long mất kiểm soát đó. Vừa trải qua một trận quyết đấu, Kim Hà cũng không còn lại bao nhiêu tâm lực nữa. Sau khi truyền hết cho tôi, mặt cô ấy lập tức trắng bệch đi, và lại bởi vì cô ấy đã sử dụng hao tổn hết thần niệm của mình sau khi tâm lực cũng cạn kiệt đi, cơ thể nhẹ bấm tụt xuống. Mắt tôi lưng tròng, tôi nhanh chóng ôm cô ấy vào lòng. Tạ Lan, em buồn ngủ quá, ngủ một giấc trước nhé. Không nói một lời nào, Kiêm Hà rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Cũng giống như lần trước, nếu trong vòng 7 ngày không thể truyền luồng phục hồi sinh cơ mạnh mẽ vào trái tim cô, thì thần hồn của Kiêm Hà sẽ bị ly tán. Lúc đó vì để cứu Kiêm Hà, tôi đã đến Côn Lôn tìm mộ dung nguyên duệ và xin cỏ Long Diên. Hôm nay, phong chủ đã trở lại không cần cỏ long diên nữa chỉ cần một ngọn gió hồi phục do chính phong chủ tạo ra đã có thể khiến kiêm hà sống lại tuy nhiên trước tiên phải đợi đến khi tôi đột phá được trận pháp tiên thiên ngũ hành của lĩnh chủ chiến tranh và quay trở lại quy khư mới được ngay lúc đó tôi cởi thắt lưng buộc kiêm hà đang bất tỉnh trên lưng rồi đứng đó im lặng ngưng tụ kiếm ý tâm lực kiêm hà không có nhiều không thể giúp tôi triệu hồi hỗn độn kiếm hải được vì vậy tôi chỉ có thể giết địch bằng hồng lưu hỗn độn kiếm khí mà thôi sau khi luyện thành chiến hồn bất tử sức mạnh của hồng lưu hỗn độn kiếm khí hiện tại của tôi đã tăng lên rất nhiều dường như đã đạt được ba phần uy lực của hỗn độn kiếm hải lính chủ chiến tranh không biết rằng bây giờ tôi đã có lại tâm lực ông ta bày bố ra tiên thiên ngũ hành trận chỉ để ngăn chặn thần hồn của tôi trốn thoát cũng không dựa vào sự biến hóa của trận pháp để thôi thúc sát ít mà thay vào đó bổn tôn ông ta tay cầm cự kiếm tà ác đi về phía tôi đợi đến khi cự kiếm tới nơi chuẩn bị chém xuống côn lôn tuyết trong tay tôi phát ra một tiếng động lớn sau đó luồng hình kiếm khí hỗn độn vô tận đột nhiên bùng phát đợi khi thanh tử kiếm tạ ác chém lên cơ thể tôi nó hội tụ thành một dòng kiếm khí hỗn độn khổng lồ và lao về phía lĩnh chủ chiến tranh lĩnh chủ chiến tranh kinh hãi nhưng kiếm ý và thân thể đã già cỗi cho dù muốn rút kiếm phản kháng cũng không thể làm được nữa trong lúc vội vàng chỉ có thể dùng di hình hoán vị để thay đổi vị trí phân thần ngay lập tức hứng chịu sát ý thay cho bổn tôn dù đang ở trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm nhưng lĩnh chủ chiến tranh vẫn không mất bình tĩnh, triệu hồi phân thần tiên thiên ly hỏa để đỡ đòn kiếm khí hỗn độn của tôi. Hình thể lĩnh chủ chiến tranh rất to lớn, cao hàng trăm trượng và nặng như một ngọn núi. Cơ thể phân thần tiên thiên ly hỏa của hắn ta đang bốc cháy ngùn ngụt, giống như một ngọn núi lửa nhỏ vậy. Sau khi bị hồng lưu hỗn độn kiếm khí của tôi chém xuyên qua, ngọn núi lửa phun trào, biến không gian xung quanh thành một biển lửa, trong không trung suốt hơn cơn hỏa vũ bản thân tôi cũng bị thương nặng do sóng xung kích từ năng lượng của vụ phun trào núi lửa, tôi phải ngã về phía sau hàng chục trượng trước khi lấy lại được thăng bằng. sau khi sự phân thần của tiên thiên ly hỏa bị phá hủy, trận pháp tiên thiên ngũ hành ngay lập tức bị phá vỡ. tuy nhiên, lĩnh chủ chiến tranh thấy tôi bị thương nặng, ông ta không hề bỏ cuộc mà còn ngưng tụ chiến ý và tấn công tôi lần nữa. lần này không phải một mình hắn ta ra tay, mà phân thần tiên thiên canh kim của hắn cũng vung thanh cử kiếm tà ác đã huyễn hóa từ phía sau lưng tôi phân thần tiên thiên canh kim sở hữu toàn bộ sức tấn công của chủ yếu của lĩnh chủ chiến tranh, cả hai cùng phối hợp với nhau, khóa chặt mọi biến hóa ai trong thân pháp của tôi. Tôi vốn đã bị thương nặng, lại cõng kiêm hà đang bất tỉnh trên lưng nên không thể dùng quỷ kiếm để độn không né tránh. Nếu lĩnh chủ chiến tranh không cho tôi cơ hội sử dụng hồng lưu kiếm khí hỗn độn nữa, vậy thì tại sao tôi lại phải sợ cùng hắn đánh cận chiến? Cách phòng thủ tốt nhất là tấn công, ngay lúc đó, tôi cõng kiêm hà trên lưng lao về phía trước với tốc độ nhanh nhất, côn lôn tuyết và cử kiếm tả ác lực lượng giao nhau trong không trung vụ va chạm giữa canh kim và canh kim làm nổ ra âm thanh va chạm của kim loại có thể làm tan nát thần hồn như sấm sét trên bầu trời quang đãng trận cận chiến hiệu ứng đẩy lùi của ma kiếm được nảy sinh ra cơ thể to lớn của lĩnh chủ chiến tranh liên tục lùi về sau chương 1038, 8.000 giảm kiếm hai ngay sau đó hiệu ứng bùng nổ của thần kiếm được kích hoạt đồng thời xảy ra hiệu ứng xuyên thấu của quỷ kiếm lúc này trong khi lĩnh chủ chiến tranh đang điên cuồng lui về sau hắn cũng phải chịu hai tầng áp lực đến từ sức mạnh thần thông của thần kiếm và quỷ kiếm bộ giáp đen hắn mang trên người mặc dù có khả năng phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ nhưng nó cũng không thể chịu được các đòn tấn công cận chiến của thái cổ tam kiếm của tôi sau khi rút lui hàng trăm trượng hắn từ bỏ việc chống cự một lần nữa sử dụng di hình hoán vị triệu về tiên thiên ất mộc phân thần để chịu thay sát kiếp cho mình lực phòng ngự của phân thần kém hơn nhiều so với bổn tôn sau khi tôi chém liên tiếp hàng chục kiếm phân thần tiên thiên ất mộc đã bị tôi đánh bại. Vào lúc này, phân thần tiên thiên canh kim đang đuổi theo tôi từ phía sau cuối cùng cũng đã đến. Tôi bay lên trên không, quay người lại, giữ côn lôn tuyết bằng cả hai tay và tung ra một đòn cận chiến mạnh mẽ và dồn lực về phía phân thần tiên thiên canh kim. Lại nghe thấy một âm thanh sấm sét khác của sự va chạm kim loại, phân thần tiên thiên canh kim của lĩnh chủ chiến tranh, sau khi bị tôi chặt đôi cự kiếm, toàn bộ cơ thể hắn ta tách làm hai, vỡ vụn và tiêu tan thành dòng khí canh kim vô tận. Lúc này, lĩnh chủ chiến tranh chỉ còn lại sự phân thần tiên thiên mậu thổ cuối cùng. Hắn của hiện tại không hề có tí chiến ý nào, chỉ muốn chạy trốn. Phân thần tiên thiên mậu thổ có sức phòng thủ mạnh nhất, lĩnh chủ chiến tranh đã sử dụng phân thần tiên thiên mậu thổ để tấn công kiêm hà phía sau tôi, quấn lấy cơ thể tôi. bổn tôn lần nữa sử dụng đạo chiến thần, đảo ngược thời gian và không gian, cố gắng trốn thoát khỏi nơi này. Phương pháp đảo ngược thời gian và không gian để trốn thoát của lĩnh chủ chiến tranh giống hệt như cách tôi dùng quỷ kiếm để độn không chạy trốn vậy, không phải là tôi thực sự thoát khỏi không gian này ngay lập tức, mà là tôi trốn vào khoảng hư không để đối thủ không thể lần theo khí thức của tôi. Chỉ cần tôi có thể trong thời gian ngắn nhất giải trừ mối đe dọa từ sự phân thần tiên thiên mậu thổ, tôi tự tin rằng mình sẽ chém đôi được lĩnh chủ chiến tranh trong hư không, một đòn hủy diệt. Tôi không còn giữ được sức lực của mình nữa, mỗi kiếm tung ra đều có sức tàn phá mạnh hơn nhát kiếm trước khả năng phòng ngự của phân thần tiên thiên mậu thổ là vô đối nhưng khi côn lôn tuyết bùng nổ trong tay tôi với luồng kiếm quang sắc bén mãnh liệt đến mức cực độ cuối cùng đã bị kiếm khí vô tình của tôi hạ gục được lớp phòng thủ vỡ thành từng mảnh khói bốc nghi ngút sau khi giải quyết xong phân thần tiên thiên mậu thổ tôi lập tức sử dụng tim thất khiếu linh lung để suy ra phương hướng trốn thoát của lĩnh chủ chiến tranh suy đoán này chủ yếu dựa trên dòng chảy của tinh hoa ngũ hành trong không gian rồi suy luận dựa trên nguyên lý sinh khắc của ngũ hành sau khi bốn phân thần của lĩnh chủ chiến tranh bị tôi giết chết, không gian tràn ngập tinh hoa tiên thiên ngũ hành của chúng. Bản thân lĩnh chủ chiến tranh đại diện cho tiên thiên quý thủy, hắn sẽ không bao giờ trốn thoát về phương hướng của ly hỏa, cũng không chạy về mậu thổ, bởi vì mậu thổ là người cuối cùng bị tôi tiêu diệt, với sức mạnh của nhát kiếm cuối cùng của tôi, hắn chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Tôi nhanh chóng tính toán và cuối cùng xác định được hướng chạy trốn của lĩnh chủ chiến tranh là hướng tiên thiên ất mộc ở phía đông. Quả nhiên thủy sinh mộc trường, khí tiên thiên ất mộc nơi đó đặc biệt nồng nặc sau khi xác định phương hướng tôi không chút do so dự một lần nữa thi triển kiếm ý mạnh nhất của mình chém một dòng hồng lưu kiếm khí hỗn độn về phía đông dòng hồng lưu kiếm khí thành hình giống như một con rồng giận dữ lao về phía đông với sát khí vô tận mười trượng trăm trượng ngàn trượng một ngàn dặm hai ngàn dặm ba ngàn dặm trước khi tôi chui rèn ra chiến hồn bất tử phạm vi tấn công tối đa của hồng lưu kiếm khí hỗn độn của tôi nhiều nhất chỉ là ba ngàn dặm khi không có kẻ thù trong phạm vi 3.000 dặm, hồng lưu kiếm khí hỗn độn sẽ mất đi sức mạnh. Nhưng bây giờ, sau khi tôi luyện chiến hồn bất tử, khoảng cách tấn công tối đa của hồng lưu kiếm khí hỗn độn cũng đã tăng lên rất nhiều. Cuộc rượt đuổi tiếp tục kéo dài 5.000 dặm, nhưng sức mạnh của hồng lưu kiếm khí hỗn độn tựa hồ không hề suy giảm. 6.000 dặm, 7.000 dặm, khoảng cách vẫn không ngừng tăng lên, cuối cùng, khi hồng lưu kiếm khí hỗn độn của tôi đạt đến 8.000 dặm, cuối cùng cũng có dấu hiệu suy kiệt, đây đã là giới hạn của tôi ngay khi tôi nghĩ mình chỉ có thể để cho lĩnh chủ chiến tranh trở lại thiên hà tôi nghe thấy một tiếng kêu khóc bi thảm sau đó một luồng khí tiên thiên quý thủy dân trào nhanh chóng quay trở lại phía bắc ngay cả khi tôi không đi xác nhận điều đó tôi biết rằng lĩnh chủ chiến tranh cuối cùng đã không thể thoát khỏi thanh kiếm của tôi sau khi giết chết lĩnh chủ chiến tranh trận chiến trên bầu trời quy khư cuối cùng cũng kết thúc nhưng cuộc chiến của ma đạo vẫn chưa kết thúc khi quân đội của chu khất và nữ oa liên thủ tấn công Quy Khư và thậm chí toàn bộ núi Bất Chu cùng rơi vào thảm kịch lớn nhất trong lịch sử. chương 1039, Quy Khư khai chiến 1. Hư không vũ trụ không cảm nhận được thời gian trôi đi, vô thức tôi cũng không biết mình đã chiến đấu với lĩnh chủ chiến tranh hết bao lâu. Tôi lo lắng về tình hình ở Quy Khư nên vác theo kiêm hà bất tỉnh trên lưng nhanh chóng trở về Quy Khư. Vừa trở về từ thiên bộ, cờ chiêu hồn trong huyền quan bắt đầu vang lên không ngừng, hoa bỉ ngạn nở rộ, một trận huyết vũ rơi bên trong huyền quan của tôi. Tôi nghe được rất tin tức về cái chết của vô số đệ tử ma đạo, cảm nhận được ý chí anh dũng ngã xuống của họ không ngừng tụ tập trung quanh cờ chiêu hồn, hiển nhiên là trận chiến đang diễn ra. Toàn bộ quy khư tràn ngập sự u ám, huyết khí sung thiên. Nước biển tràn vào, mặt đất nứt ra, bách thú rên rỉ, vạn tộc than khóc, sự sụp đổ của núi Côn Ngô rõ ràng là do ngạo phong gây ra. Chiến trường vạn tộc cổ ở lối vào của cổng giới quy khư đã biến thành một biển lửa, tôi ở trên trời cũng đã nghe thấy tiếng phượng hoàng của Hy Hòa liệt diễm thành hải phượng minh cửu thiên tôi đáp xuống đỉnh núi bất chu tuy lúc này tôi rất lo lắng nhưng tâm lực của tôi đã gần như cạn kiệt không thể tham gia trận chiến ngay lập tức tôi cần phong chủ đến giúp tôi truyền một luồng gió hồi phục mạnh mẽ mà vết thương của kiêm hà lại nghiêm trọng hơn tôi nhiều chiến tranh nổ ra ở quy khư nhưng do sự tồn tại của trận vạn tiên nên vẫn chưa lan đến núi bất chu khi đáp xuống đỉnh núi bất chu điều đầu tiên tôi nhìn thấy chính là khương tuyết dương chân trần tóc xóa đứng ở trung tâm pháp trận và niệm chú thi triển pháp thuật tuy gọi là pháp trận nhưng thực ra nó là bản đồ của toàn bộ quy khư dựa vào thần niệm của khương tuyết dương toàn bộ quy khư và trận vạn tiên đã được kết nối lại với nhau trận vạn tiên ban đầu vốn là để bảo vệ núi bất chu nhưng với sự trợ giúp của pháp trận hiện tại toàn bộ quy khư đã được trận vạn tiên che chở khương tuyết dương có thể sử dụng trận pháp này để hiểu rõ hơn về toàn bộ tình hình chiến sự ở quy khư lập mưu chiến lược, dùng thần niệm truyền xuống chỉ lệnh và điều binh khiển tướng. Mái tóc màu xám nhạt ban đầu của tuyết xương giờ đã chuyển sang màu bạc trắng. Cô vừa phải duy trì trận vạn tiên vừa phải điều phối tình hình tổng thể, điều này làm tiêu tốn một lượng lớn thần niệm của cô. Những thanh kiếm nhỏ màu đỏ và xanh không ngừng tuôn ra từ trong trận pháp, thanh kiếm nhỏ màu đỏ tượng trưng cho việc trận vạn tiên đang bị tấn công, còn thanh kiếm nhỏ màu xanh lá tượng trưng cho trận vạn tiên trận đang giết địch mặc dù khương tuyết dương đang liều mạng thi triển phép thuật để di chuyển pháp trận, nhưng số lượng kiếm đỏ vẫn tăng lên đáng kể. trái ngược lại, số lượng kiếm xanh lại giảm đi nhanh chóng. điều này cho thấy tình hình chiến đấu hiện tại ở quy khư ngày càng trở nên hung hiểm hơn. cảm nhận sự xuất hiện của tôi, khương tuyết dương mở mắt. tạ lan, cậu cuối cùng đã trở lại rồi. cậu và kim hà đều bị thương sao? bởi vì phải duy trì trận pháp, phân tâm nói chuyện với tôi càng khiến sắc mặt tuyết dương tái nhợt thân thể lắc lư, rõ ràng là bị phản phệ dữ dội từ pháp trận. Tuyết Dương, hiện tại cô không cần lo lắng cho chúng tôi, trước tiên hãy duy trì trận vạn tiên là được. Thấy vậy, tôi vội vàng nói, không được, bây giờ tôi sẽ triệu hồi phong chủ để chữa trị vết thương cho cậu. Nói xong, Khương Tuyết Dương chỉ pháp kiếm về phía tây nam, thanh kiếm xanh ở đó đột nhiên mờ dần đi, sau đó tôi nghe thấy tiếng gió gầm rú trên bầu trời. Phong thập bát đang lao về từ núi không tang ở khu vực chiến đấu phía nam quy khư, Thanh kiếm nhỏ màu xanh đó chính là tượng trưng cho sức mạnh của phong chủ, cô đã thoát khỏi trận chiến nên ánh sáng của thanh kiếm nhỏ màu xanh lá mới mở đi. Sau khi ra chỉ lệnh này, sắc mặt tuyết dương lại tái nhợt thêm nữa, không chú ý đến tôi, cô nhắm mắt lại, cố gắng hết sức để cảm nhận tình hình chiến đấu ở các nơi khác nhau trong quy khư, duy trì sự vận hành của vạn tiên trận. Một thời gian sau, phong chủ đã đến núi Bất Chu. Thân hình của cô rất khốn đốn, sắc mặt cũng rất xấu, rất hiển nhiên là ở trận chiến trước đó, Bà ấy đã tiêu hao quá nhiều thần niệm rồi. Vai trò của phong chủ trong ma đạo không chỉ có nhiệm vụ truyền đạt chỉ dẫn và tăng thêm chúc phúc của phong thần cho ma đạo, mà vai trò lớn nhất của bà là sử dụng ngọn gió hồi phục để khôi phục sự sống cho các đệ tử ma đạo. Thái cổ phong ma còn có thể trực tiếp bổn tôn tham gia trận chiến với tư cách là lĩnh vực bạo phong, nhưng điều mà ma đạo của tôi cần hơn hết thảy là cơn gió hồi phục của bà ấy. Sau khi phong chủ xuất hiện, ngay lập tức nhận thấy triệu chứng kiệt quệ tâm lực của tôi. Bước tới và truyền thẳng một luồng khí hồi phục cực kỳ tinh khiết vào lồng ngực tôi. Bà ấy trực tiếp sử dụng đến lực thần hồn của mình cho luồng gió này. Dưới làn gió hồi phục, thất khiếu linh lung của tôi nhanh chóng bừng bừng sức sống và bắt đầu đập mạnh mẽ. Tựa như nhị nguyệt xuân phong, nhất giả dạ hoa khai sao. Sao đêm trăng tháng 2, một đêm hoa nở rộ. Chương 1040, quy khư khai chiến hai. Sau khi thất khiếu linh lung có được sức sống mãnh liệt, tâm lực của tôi nhanh chóng trở lại trạng thái đỉnh cao thậm chí còn giạt rào hơn trước. Tiêu diệt đại quân thâm uyên 500 vạn của lĩnh chủ chiến tranh, không chỉ khiến tôi luyện được chiến hồn bất tử, còn thôi luyện cả tim thất khiếu linh lung của tôi. Tôi của bây giờ, trong tay đã có thanh kiếm, khiến tôi cảm thấy như mình có thể chiến đấu đến vĩnh hằng. Sau khi chữa lành vết thương cho tôi xong, vẻ mặt của phong chủ càng trở nên tồi tệ hơn. Phong chủ, người còn có khí lực cứu kiêm hà tướng quân không? Tôi hỏi, có, phong chủ gật đầu, tôi đặt kiêm hà nằm thẳng xuống đất và để phong chủ niệm phép vết thương của kiêm hà nghiêm trọng hơn tôi rất nhiều bởi vì tim thất khiếu linh lung của tôi tuy khô cạn nhưng nó vẫn còn sinh cơ mà kiêm hà sử dụng thần thông lưỡng tâm chi tương đương với việc trao cho tôi toàn bộ sinh cơ trong tim ma của cô ấy cứu tôi tương đương với việc chữa lành vết thương còn cứu kiêm hà tương đương với việc khiến ai đó sống lại bằng không khi đó tôi cũng sẽ không đi côn lôn xin mộ dung nguyên duệ xin cỏ hồi hồn lần này Phong chủ không trực tiếp truyền vào luồng gió phục hồi như vừa rồi, mà là khai huyệt thần đình, tế ra một viên phong thạch màu xanh. Loại phong thạch này bát diện linh lung, vừa xuất hiện trong không trung, nó lập tức phát ra âm thanh gió reo trong trẻo du dương. Thái cổ phong thần tổng cộng có bốn viên đá như vậy, tượng trưng cho sức mạnh của bốn pháp tắc của gió. Tạ Lan, giúp ta đỡ kiêm hà lên. Phong chủ nói với tôi. Phong chủ, người định làm gì? Tôi hỏi bà ấy sau khi làm theo những gì bà ấy nói ta muốn đưa viên phong thạch này vào huyền quan của cô ấy. Chỉ có cách này mới có thể kích hoạt triệt để tim ma của cô ấy. Người muốn tổn thất một viên phong thạch sao? Tôi ngạc nhiên hỏi, không thành vấn đề, sau khi ta thức tỉnh vận mệnh thái cổ phong thần, dung hợp bốn luồng gió làm một, đối với ta mà nói thì có hay không phong thạch cũng không còn quan trọng nữa. Phong chủ tuy nói dễ dàng nhưng tôi biết viên phong thạch này nhất định rất quan trọng với bà ấy. Bởi vì phong thạch là thành quả cả đời và tượng trưng cho hàng ngàn năm khổ tu của bà nhưng tôi không ngăn cản bà ấy bởi vì tầm quan trọng của kiêm hà xứng đáng với viên phong thạch này kiêm hà là chỉ huy tối cao của thái cổ ma giới nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy thái cổ ma giới sẽ mất đi một thủ lĩnh đối địch với thiên đạo cảm ơn người phong chủ tôi chân thành nói không cần khách khí chúng ta đều là đệ tử của ma đạo hơn nữa cô ấy là vợ của cậu thùy họa sẽ không quay lại ta cũng không thể để cậu suốt đời đơn độc một mình được phong chủ cười nhẹ đáp phong thạch xoay tròn theo đầu ngón tay của phong chủ, theo chú ngữ của bà, phong thạch dần dần mở đi, cuối cùng biến thành một luồng năng lượng xanh vô cùng phong phú và dồi dào. Chỉ sau khi nó được chuyển hóa thành dòng năng lượng xanh thì nó mới có thể được đưa huyền quan thông qua huyệt thần đình. Tạ Lan, Kiêm Hà có thể dùng thần thông lưỡng tâm chi, huyền quan của cô ấy tuyệt đối không có phòng bị với cậu, cậu đến giúp ta mở huyệt thần đình của cô ấy. Ừm, mở huyệt thần đình của người khác là việc rất nguy hiểm, bởi vì thần đình là lối vào của huyền quan huyền quan của mỗi người đều khác nhau nhưng họ đều có một điểm chung huyền quan ngăn cấm bất kỳ ngoại lực nào xâm nhập kiêm hà bây giờ đã hoàn toàn không còn sinh cơ thần hồn đã chìm vào giấc ngủ sâu dù huyền quan của cô ấy có mạnh mẽ đến đâu thì lúc này cũng vô cùng mong manh một khi khiến huyền quan bị kích thích sinh ra địch ý huyền quan sẽ có nguy cơ bị phá vỡ bất cứ lúc nào tôi duỗi một ngón tay điểm vào huyệt thần đình của kiêm hà phóng ra một tia thần niệm để cảm nhận không tốn nhiều công sức tôi mở được huyền quan của kiêm hà Đúng như phong chủ đã nói, nếu tôi có thể bước vào trái tim của Kiêm Hà, thì tôi có thể bước vào huyền quan của Kiêm Hà. Trong huyền quan của Kiêm Hà, tại ý sâu như biển, hết thảy yêu ma gầm thét, ảo ảnh vô tận bồng bềnh trôi nổi. Tôi rất kinh ngạc, Kiêm Hà có thể kiểm soát ma ý áp đảo như vậy, vẫn còn có thể duy trì sự tỉnh táo của con người, quả thật xứng đáng với tư cách là một đệ tử ma đạo, cần phải có định lực mạnh mẽ đến thế nào mới làm được điều này. Đồng thời, điều này cũng phản ánh giá trị của ma cách hoàn mỹ nếu không có ma cách hoàn mỹ, xét về ma ý áp đảo trong huyền quan của Kim Hà, cô ấy chắc chắn sẽ trở thành hồn ác ma đáng sợ nhất và là nguồn gốc của mọi tà ác. Tôi không dám tiếp tục khám phá, nhanh chóng thu hồi thần niệm. Sau đó, phong chủ truyền dòng năng lượng màu xanh lá cây chuyển hóa từ phong thạch vào huyền quan của Kim Hà, tôi giúp Kim Hà đóng huyệt thần đình lại. Phong chủ, phải bao lâu nữa cô ấy mới tỉnh lại? Tôi hỏi, vẫn cần 7 ngày, phong chủ cho biết, trước đây Kiêm Hà hồi phục nhanh chóng là do sức lực của cô lúc đó yếu và tim không đủ mạnh mẽ. Mà hiện tại bản thân cô ấy đã là đạo tổ mạnh nhất, tim ma của cô ấy bây giờ mạnh hơn đạo tâm trước đó rất nhiều. Sau khi nhìn thấy Kiêm Hà được phong chủ cứu, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn một chút, việc cần giải quyết bây giờ chủ yếu là tình hình chiến đấu hiện tại của ma đạo. Phong chủ, hãy kể cho tôi nghe về tình hình chiến đấu hiện tại của ma đạo. Tôi hỏi, chúng ta đã đánh giá thấp quyết tâm của Chu Khất và thủ đoạn của nữ oa Tạ Lan, nếu cậu không muốn tuyết dương chết vì tiêu hao hết thần niệm vào trận vạn tiên, thì phải xem kiếm của cậu trong trận chiến này phát huy được bao nhiêu uy lực rồi. Trường 1041, Châu Khất Nôn ra máu một. Ba ngày trước, ngay sau khi tôi và Kiêm Hà rời khỏi quy khư tiến thẳng đến núi Bất Chu để nghinh chiến với chiến tranh lãnh chủ, Châu Khất và Nữ Hoa cuối cùng đã hạ quyết tâm phát động tấn công quy khư. Lý do họ nắm chuẩn thời gian như vậy, tất nhiên nhờ thiên đạo đã ra ám thị cho Nữ Hoa. Châu Khất và Nữ Oa vừa hành động, Khương Tuyết Dương đã ra lệnh cho đệ tử ma đạo đang ẩn nấp ở nhân gian truyền tin cho Yến Tháp, để ông ấy chuẩn bị trước. Muốn tấn công quy khư, thì tất nhiên không thể bỏ qua đình viện Bắc đầu quần tinh. MT vốn dĩ sớm thèm khát hồn năng của đệ tử ma đạo, nên trận đầu tiên do MT phụ trách tấn công đình viện Bắc đầu quần tinh, đại quân nữ oa hỗ trợ trận đánh quân tiếp viện từ quy khư ma đạo. Thống soái vong hồn nhanh chóng tập trung tinh thần chiến đấu, bày binh bố trận chuẩn bị ninh chiến với châu khất. Châu Khất Phong địa tàng Vương Thiên Tôn làm thống soái, hiệu lệnh tam quân. Cánh quân bên trái do Đông Phương Quỷ Đế Thái Uất Lũy làm đại tướng chỉ huy, triệu tập tư binh của Quỷ Đế ở các phương, tập kết thành 500 vạn đại quân tinh nhuệ của MT. Cánh phải do hai đại tướng giám sát xử chỉ huy, thống lĩnh 500 chiến tướng Thiên Tôn, 200 vạn đại quân tập kết thành quân cánh phải. Quân chủ lực do địa tàng Vương Thiên Tôn chỉ huy, thần minh và Thiên Tôn được tập hợp nhiều nhất trong quân chủ lực, bao gồm những người dày dặn kinh nghiệm như Phong Đô Thành Chủ, Hoàng Tuyền phủ tổng binh, Tứ đại minh vương, cả châu Khất cũng gia nhập vào đoàn quân này. Số lượng quỷ tướng âm binh cấp bậc bình thường khoảng hơn 5 vạn người, chỉ mỗi pháp trận khổng lỗ cũng chứa được trăm chỗ ngồi. Căn cứ theo thông tin mà MT thu thập được, đình viện Bắc Đầu quần tinh chỉ do một mình Bắc Minh Tú canh giữ, sau khi Tử Thần tùy Họa rời đi, chiến lực của đại quan vong hồn ma đạo sụt giảm nghiêm trọng, vì thế nên Đông Phương Quỷ Đế Thái Uất Lũy đứng ra tình nguyện dẫn quân tiên phong cùng quyết chiến một trận phân cao thấp với Bắc Minh Tú. Tình hình chiến sự vừa mới bắt đầu đã hoàn toàn nghiêng về một phía, dù xét về sức mạnh đoàn thể hay chiến đấu đơn lẻ thì đại quân vong hồn ma đạo đều chẳng đủ sức so bì với quân đội do đích thân quỷ đế bồi dưỡng suốt ngàn năm qua. Mà dù Bắc Minh đế đã bộc phát được chiến lực trí cường đạo tổ, cũng không thể cản nổi đòn tấn công dồn dập từ liên minh của ba vị quỷ đế Thái Uất Lũy, Đỗ Tử Nhân, Kê Khang. Sau khi tổn thất mất mấy vạn quân, Bắc Minh Tú dứt khoát ra lệnh rút binh. Nhìn thấy ma đạo đã lui binh, đại quân MT liền giáo giết truy đuổi, muốn diệt sạch toàn bộ đệ tử vong hồn ma đạo. Bắc Minh Tú vừa chiến đấu vừa rút quân, đợi khi Thái Uất Lũy lãnh đạo 500 vạn đại quân, tiến thẳng vào trong phạm vi bố trận M cực sinh liệt phần diệt M hồn, ông ấy liền rút ra Long hồn Hạo Kỳ, nhanh chóng thu hồi toàn bộ đệ tử vong hồn tham gia trận chiến vào bên trong. Ba vị quỷ đế Thái Uất Lũy, lúc này đều tập trung vào Bắc Minh Tú, cũng do trận M cực sinh liệt phần diệt M hồn không hề có chút sát khí nào, chỉ lúc kích hoạt mới bị kẻ địch phát hiện, họ nhìn thấy đình viện bắt đầu quần tinh chỉ còn lại một mình bắc minh tú ngay lập tức chỉ huy đội quân đè bẹp bắc minh tú phóng hết toàn bộ sát cơ khóa chặt lên người ông ấy bắc minh tú vốn đã không phải đánh không lại ba vị quỷ đế mất tấm chắn che chở nhờ tà khí của đệ tử vong hồn ma đạo càng như ngọn đèn trước gió quỷ ảnh gần như bị vỡ vụn ngay lập tức bắc minh tú còn không kịp triệu hồn quỷ ảnh mới cơ thể đã bị trọng thương đẩy ngã xuống đất hóa thành một ngọn gió âm khí chạy về phía quy khư Ba vị quỷ đế nhìn thấy bất minh thú đã bị đánh bại, tâm trạng hưng phấn tột cùng, lập tức hạ lệnh truy sát. Địa tàng vương thiên tôn vẫn luôn cẩn thận quan sát trận đấu, nhìn thấy bắc minh thú đột nhiên thu binh, trong lòng bỗng nhận ra có điều không ổn. Lúc này nhìn thấy bắc minh thú bị hạ gục quá dễ dàng càng cảnh giác hơn, cao mày lo lắng nhìn ba vị quỷ đế đang truy sát bắc minh thú. Nhưng mà, chính lúc địa tàng vương thiên tôn chuẩn bị dùng thần niệm nhắc nhở ba vị quỷ vương chớ có hành động hấp tấp, thì tạo ẩn trốn dưới biển bỗng nhiên xuất hiện giờ thanh ma đao nặng ngàn cân lên cao bộc phát ra đòn hủy diệt mang sức mạnh trí cường đạo tổ ba vị quỷ đế không dám tùy tiện đỡ đòn họ vốn đã đuổi theo đến vùng biển phía đông lại phải chạy về đình viện bắt đầu quần tinh tạo ẩn cũng không đuổi theo mà đứng yên tại chỗ thi triển thiên địa giao trinh em mờ dương lưỡng đoạn đao mới đầu ba vị quỷ đế vẫn chưa phát hiện điều gì bất thường thậm chí họ còn chuẩn bị dùng tà khí của đại quân mt chấn áp tạo ẩn nhưng mà cứ theo đà thi triển đao pháp của tạo ẩn sức mạnh hủy diệt tỏa ra trên người cô ấy càng lúc càng đáng sợ hơn. Đợi sau khi múa hết 80 đao trí âm trí dương, thái quất lũy cuối cùng đã nhận ra đao pháp mà tạo ẩn thi triển chính là thiên địa giao trình M dương lưỡng đoạn đao, loại đao pháp mà phá quân thiên tôn dùng để chém đứt sông vong xuyên ngày trước. Khổ nỗi lúc đám người thái quất lũy nhận ra, thì mọi chuyện đã quá trễ. Biết rõ đại quân dưới trướng của mình sẽ chịu tổn hại năng nề, nhưng ba người thái quất lũy cũng không dám đỡ chiêu đao cuối cùng của tạo ẩn, hốt hoảng chạy tán loạn bọn họ không dám cản, nhưng địa tàng vương thiên tôn có thực lực chặn đòn đao cuối cùng kia. chương 1042, Châu Khất Nôn ra máu hai Tạo ẩn vừa đánh một đao, địa tàng vương thiên tôn đã nhận ra ngay bộ đao pháp này, ngay lập tức cầm hồng liên chi nộ xông về phía trước. Địa tàng vương thiên tôn có hồng liên chi nộ, cộng thêm pháp thân công đức, ông ấy có lòng tin mình đủ sức đỡ lấy chiêu đao cuối quy nguyên tịch tà của thiên địa giao trinh âm dương lưỡng đoạn đao. Cho dù không thể chặn đứng toàn bộ uy lực giết chóc của quy nguyên tịch tà, cũng có thể giảm tối đa thương vong cho đại quân âm ti. Thân pháp của địa tàng vương thiên tôn nhanh như chớp, cơ thể hóa thành một đám mây màu đỏ tươi. Nhìn thấy địa tàng vương thiên tôn một mình tiến lên nghênh chiến, khóe miệng tạo ẩn hiện lên nét cười lạnh lẽo, động tác càng thêm dứt khoát mạnh mẽ, mỗi một động tác đều nặng tựa ngàn cân, trực tiếp thiêu cháy thần hồn. Cuối cùng, đao thứ 81 đã hoàn thành, tạo ẩn hét lớn một tiếng, quy nguyên tịch tà. Địa tàng vương thiên tôn cũng vừa hay đuổi tới kịp lúc, hai tay cầm chắc kiếm hướng thẳng đến chỗ tạo ẩn, hét lên một tiếng, hồng liên chi nộ. Hai đòn đánh đạt cấp bậc trí cường đạo tổ va chạm nhau, sẽ bộc phát ra năng lượng đáng sợ đủ sức hủy diệt trời đất. Thế nhưng, điều mà khiến tất cả mọi người ngạc nhiên, chính là tại hiện trường không hề có sản sinh ra điều gì kỳ lạ hết. Bởi vì đòn cuối cùng của tạo ẩn không hề chém về phía đại quân âm ti, mà đâm thẳng xuống dưới đáy biển. Đòn đao chém ngang mặt nước biển, truyền thẳng đến mắt trận âm cực sinh liệt phần diệt âm hồn, lực đao không bùng nổ năng lượng ở phía trực diện nói cách khác tạo uẩn đã dùng thân mình hứng chịu toàn bộ chiêu hồng liên chi nộ của địa tàng vương thiên tôn tạo uẩn trung quy cũng chỉ là âm linh đắc đạo làm gì đủ sức chống đỡ sức tàn phá của hồng liên nghiệp hỏa nhanh tay mở huyệt thần đình rút ra cờ cửu lê cờ cửu lê vừa xuất hiện kính tượng thần niệm của si vưu lập tức hét lên một tiếng tay cầm chắc ma đao chém xuống một nhát xé tan màn trời tạo uẩn không thể ngăn cản hồng liên chi nộ của địa tàng vương thiên tôn cũng không có thời gian rút đao chống trả nhưng kính tượng si Vưu trong cờ cửu lê đủ sức thay tạo uẩn gánh lấy cái mối họa sát thân này chỉ đáng tiếc kính tượng của si Vưu chỉ dùng được một lần sau khi dùng nó tạo uẩn sẽ mãi mãi mất đi cờ cửu lê nếu như là trước đây cho dù có chết thì tạo uẩn cũng quyết không đánh mất danh dự phẩm giá cuối cùng của nhân tộc nhưng bây giờ khí số nhân tộc trong quá khứ đã tận khí số của nhân tộc mới tái sinh đều nhờ ma đạo ban tặng cho xứng đáng để cô ấy hy sinh cờ cửu lê để bù đắp lại si vừa chém một đao xuống nhát đao mang sức mạnh hủy diệt và hồng liên chi nộ của địa tàng vương thiên tôn va chạm vào nhau. Hai luồng năng lượng đáng sợ va chạm vào nhau, bùng nổ giữa không chung. 500 vạn đại quân âm ti đang lơ lửng trên không nào dám ở lại chống chịu thần uy hủy diệt trời đất kia, hốt hoảng đáp xuống mặt đất tìm chỗ trú ẩn an toàn. Lại không hề hay biết, nếu họ nhanh chóng bay đến chỗ khác, có lẽ sẽ còn cơ hội sống sót, đứng ở dưới đất mới thật sự là đang chui đầu vào giỏ. Bởi vì tạo ẩn đã kích động mắt xích trận âm cực sinh liệt phần diệt âm hồn, Địa tàng vương thiên tôn không ngờ tạo ẩn sẽ sử dụng cờ cửu lê, nhưng ông ta vẫn cố hết sức tiếp chiêu. Nhìn thấy kính tượng si vưu đã vỡ vụn, địa tàng vương thiên tôn chuẩn bị tiến lên truy sát tạo ẩn. Chính lúc đó, ông ta bỗng phát hiện ra một mối nguy hiểm còn đáng sợ hơn của si vưu. Không ổn rồi, nhanh chóng rút khỏi đình viện bắt đầu quần tinh. Địa tàng vương thiên tôn hét lên một tiếng, cũng không tiếp tục đuổi theo tạo ẩn, mà phóng nhanh tới chỗ trận pháp của quân mình. Chỗ đình viện bắt đầu quần tinh bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, giống như tiếng gầm giống của một con quái thú thời thái cổ. Tiếp đó sức mạnh hủy diệt bùng nổ, chiến tướng thiên tôn âm ti vẫn giữ được chút bình tĩnh, biết đường chạy trốn, nhưng đám âm binh quỷ tướng lâu la đã bị sức mạnh đáng sợ kia dọa cho bùn rùn tay chân. Thần hồn hoảng sợ, toàn thân run rẩy, đầu óc trống rỗng chẳng còn nhớ đến việc chạy thoát thân. Âm ti có 18 tầng địa ngục, mỗi tầng đều đáng sợ hơn và khó khăn hơn tầng trước. Nhưng bây giờ họ cảm thấy, tòa đình viện Bắc đầu quần tinh còn khắc nghiệt hơn 18 tầng địa ngục. Trận pháp âm cực sinh liệt phần diệt âm hồn, nếu như là người sống đắc đạo, đạt cảnh giới đạo tổ thì có thể rút lui an toàn, những kẻ đạt đến cấp bậc đạo tổ của âm ti đều hoảng hốt bỏ chạy, đáng thiếc thay đám quân lính dưới trướng chỉ còn nước chờ chết rồi tan thành cho bụi. Tôi ác chiến với kẻ địch trong hư không suốt 3 ngày 3 đêm, hầu như dành hết thời gian để liều chết tiêu diệt 500 vạn đại quân dưới trướng chiến tranh lãnh chủ. Mà tạo Uẩn, từ lúc cô ấy xuất hiện đến lúc rút đao, chỉ dùng một khoảng thời gian ngắn ngủi. Quy nguyên tịch tà vừa chém xuống, trận pháp âm cực sinh liệt phần diệt âm hồn nổ tung, tiến bay 500 đại quân âm ti về với cát bụi. Đông phương quỷ đế thái uất lũy bị trọng thương, nam phương quỷ đế đổ tử nhân bị thương nặng, trung ương quỷ đế kê khang chết. Để cả người đạt đến chiến lực trí cường đạo tổ như địa tàng vương thiên tôn cũng không thể an toàn lành lặn rút lui, lúc quân về trận địa của phe mình, phải mất một khoảng thời gian khá lâu mới khiến khí thức hồi phục lại bình thường. Ngoài ba người này ra, âm ty còn sót lại mười mấy vị chiến tướng thiên tôn may mắn chạy thoát được. Nhưng mà, so với sự hy sinh của 500 vạn đại quân, thì sống chết của họ cũng chẳng quan trọng gì nữa. Người của ma đạo đều là những kẻ điên mà, Châu Khất tự mình lầm bẩm nói. Chưa kịp cho Châu Khất có thời gian tỉnh táo trở lại, âm ty đã truyền đến một tin tức khác. Nói Thủy Kỳ lân yến tháp của ma đạo xuất hiện ở thành phong đô. Trường 1043, nữ đế xuất thủ một Yến tháp đang làm mưa làm gió ở thành phong đô, ngoài những phủ đệ có liên quan đến lục đạo luân hồi đa số đều bị thú thần thủy kỳ lân của yến tháp phá hủy cuối cùng chính là thần điện phong đô ông ấy đang chuẩn bị phá hủy luôn tổ đình mt chính lúc này mạnh bà thiên tôn đã xuất hiện thần điện phong đô là nền móng của mt mạnh bà không thể đứng yên trơ mắt nhìn thủy kỳ lân phá hủy nó nên buộc phải ra tay ngăn cản yến tháp từ trước đến nay chiến lược của mạnh bà thiên tôn vẫn luôn bị đánh giá thấp nhưng trên thực tế công đức của bà ấy không hề ít hơn địa tàng vương thiên tôn Hai người đều có pháp thể công đức Sau khi thời đại mạt pháp kết thúc Trời ban cơ duyên cho MT Địa tàng vương thiên tôn tấn thăng lên cảnh giới trí cường đạo tổ Mạnh bà thiên tôn tấn thăng lên cảnh giới đạo tổ Khác với địa tàng vương thiên tôn Mạnh bà thuộc một phần trong lục đạo luân hồi Bà ấy sẽ không đại diện cho MT để tham gia cuộc chiến phong thần Mạnh bà, bà không nên ngăn cản tôi Nhìn thấy mạnh bà xuất hiện Yến tháp liền hóa thành hình người Thủy kỳ lân, mọi chuyện cũng nên có chừng mực Mạnh bà nói, Châu Khất dẫn quân đánh tổ đình ma đạo, bây giờ lại ngăn không cho tôi động đến tổ đình của em MT sao? Thần Điện Phong Đô không phải tư phủ của Châu Khất, là nơi trước đây cử u nữ đế chấp trưởng MT, nó đại diện cho danh dự của nữ đế, tôi quyết không để ông làm càn làm bậy đâu. Châu Khất tiếp quản chức trách Bắc Minh đế chỉ mới mười mấy năm, trước đó, Thần Điện Phong Đô là nơi cử u nữ đế dùng để cai quản MT. Nguyên nhân vì sao giao lại cho Châu Khất là do nữ đế không muốn tham gia vào trận chiến phong thần. Mạnh bà là người tin cậy bên cạnh nữ đế, không ít lần xin ý kiến nữ đế ở thần điện phong đô. Cho dù châu khất đã trở thành Bắc minh đại đế tân nghiệp, nhưng khi nhìn thấy thần điện phong đô, người mà mạnh bà nghĩ đến vẫn chính là cửu u nữ đế. Thật ra, trong lòng mạnh bà hiểu rõ suy nghĩ của cửu u nữ đế. Nhưng bà ấy vẫn mong một ngày nào đó nữ đế sẽ tỉnh ngộ, không tiếp tục chống đối thiên đạo và quay về tiếp quản MT. Nghe mạnh bà nhắc đến cửu u nữ đế, Yến Tháp bỗng dưng trầm mặc không nói nên lời mạnh bà là một phần của lục đạo luân hồi nữ đế tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn bà ấy chết điều này ông ấy có thể chắc chắn tuy cửu u nữ đế đã nói rõ ràng bà ấy sẽ không tham gia vào cuộc chiến phong thần nhưng mà dù gì danh tiếng của một người rất quan trọng lỡ như chọc giận nữ đế thì ông ấy tuyệt đối sẽ không thể an toàn rời khỏi thành phong đô thế nhưng châu khất dẫn mấy ngàn mấy vạn quân lính tiến đánh quy khư mà đạo đang rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc lần này ông ấy đặt chân đến thành phong đô vốn dĩ đã mang tâm thế quyết tử chiến đến cùng, không tiếc mọi giá hỏng phá hủy thần điện phong đô. Bởi vì chỉ khi nào phá hủy được thần điện phong đô mới có thể chọc thủng giới hạn của châu khất, làm rối loạn lòng quân MT, ngoài việc này ra, cho dù ông ấy có dở luôn mái nhà của thành phong đô cũng chẳng thấm thía vào đâu. Mạnh bà, với chiến lực của bà thì không đủ sức ngăn tôi đâu. Yến Tháp nói, mạnh bà thiên tôn tuy đã đạt đến cấp bậc đạo tổ, nhưng bà ấy không giỏi chiến đấu. Yến Tháp ở dạng hình người đã có chiến lực đạo tổ, nếu chuyển sang dạng thú thủy kỳ lân có thể bộc phát huy lực trí cường đạo tổ nên mạnh bà tuyệt đối không đủ sức chống trả tôi biết mình không thể ngăn cản ông nhưng trừ phi ông giết chết tôi nếu không tôi sẽ không để ông bước vào thần điện phong đô nửa bước mạnh bà nói bà thật sự nghĩ tôi không dám giết bà sao yến tháp nói vậy ông cứ thử đi thiên đường có lối thì ma đạo không đi có một số chuyện cho dù tôi biết rõ sẽ phải chết nhưng vẫn quyết phải làm đến cùng nhào vô đi mạnh bà thiên tôn nói xong yến tháp hóa thành thú thân của thủy kỳ lân gầm lên một tiếng thú thân khổng lồ phóng thẳng lên cao rồi lại lao xuống mặt đất cả quảng trường thần điện phong đô giống như đang hứng chịu một cơn động đất cả tòa thần điện rung lắc dữ dội bị thần uy của thủy kỳ lân đe dọa sắc mắt mạnh bà trắng bệch như tờ giấy nhưng bà ấy vẫn đứng chắn trước cửa thần điện quyết không lùi bước mạnh bà không giỏi chiến đấu thậm chí đến một pháp bảo công kích bà ấy cũng không có lúc này đây trong tay bà ấy chỉ có một chiếc ô hồng la sao trên cầu nại hà thường xuyên có mưa chiếc ô này là vật giúp bà ấy che mưa sao ô hồng la là loại ô tán đỏ thường được người cổ đại dùng chất liệu của ô cũng bình thường đừng nói là pháp bảo đến linh bảo cũng không phải sau đó cửu u nữ đế thấy bà ấy thường dùng chiếc ô này bèn đính một bông hoa bỉ ngạn lên trên ô một bông hoa bỉ ngạn này giúp ô hồng la từ vật bình thường bỗng chốc trở thành pháp bảo nếu yến tháp đã hóa thành thú thân thì đã nói rõ ông ấy sẽ không thay đổi chủ ý, tất nhiên, mạnh bà thiên tôi cũng quyết tâm không kém. Thủy Kỳ Lân lại hét lên một tiếng, tiếp đó cơ thể khổng lồ phát ra uy lực hủy diệt trời đất, xông thẳng đến thần điện MT. Ông ấy không khóa chặt sát cơ của mạnh bà, thậm chí cũng không thèm để bà ấy vào mắt, toàn bộ sức mạnh của ông ấy đều dồn hết vào mục tiêu phía sau lưng bà ấy, chính là thần điện Phong Đô. Chương 1044, nữ đế xuất thủ 2. So với thân hình khổng lồ của Thủy Kỳ Lân, thì bóng dáng của mạnh bà thiên tôn thật sự quá nhỏ bé, ô hồng la cũng không đáng để nhắc tới. Nhưng mà, mạnh bà không hề sợ hãi chút nào, nắm chặt chiếc ô hồng la rồi bay lên không trung nghênh chiến với Thủy Kỳ Lân. Rõ ràng nó chỉ là một chiếc ô hồng la nhỏ bé, nhưng bỗng nhiên lại giống như một kết giới hư không cứng cáp đè nặng lên người Yến Tháp. Sức mạnh hủy diệt khủng khiếp, khiến ông ấy bị phản phệ nghiêm trọng. Chưa kịp đáp xuống đất, Thủy Kỳ Lân đã nôn ra một ngụm máu tươi giữa không trung, giống hệt như một trận mưa máu đang trút xuống. Hơi thở hỗn loạn, nội tạng đảo lộn, kinh mạch và xương cốt toàn thân đều bị tổn hại nghiêm trọng. Kết cục này, nằm ngoài sự tưởng tượng của Yến Tháp, cả Mạnh bà cũng không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Mạnh bà quyết chí sống chết chiến đấu đến cùng, không hề nghĩ chiếc ô hồng la trong tay bà ấy có đủ sức ngăn cản thủy kỳ Lân Yến Tháp hay không. Sau đó bà ấy mới biết, đóa hoa bỉ ngạn trên ô là đại diện cho lòng từ bi của nữ đế, do lòng thiện lành của nữ đế hóa thành. Chỉ cần đóa hoa này còn thì mạnh bà thiên tôn sẽ không chịu bất cứ vết thương nào. Nhưng, lòng thiện lành của nữ đế chỉ đủ sức bảo vệ bà ấy một lần thôi. Sắc mặt yến tháp xa sầm xuống, ông ấy không ngờ mạnh bà có thể chặn được đòn đánh của mình. Nhưng, ông ấy không định bỏ cuộc, người của ma đạo đều là những kẻ điên, lúc đứng giữa sống sốt và hủy diệt, thì ma đạo chỉ chọn việc nào mang lại nhiều lợi ích hơn. Rất nhanh, yến tháp đã phân chấn trở lại, lần này ông ấy trở nên điên cuồng, máu kỳ lân chảy ròng dọc từ người ông ấy, thiêu cháy ý chí chiến đấu đến cực điểm. Sự lợi hại của Tổ Long nằm ở chỗ cậu ấy có thể mượn uy lực của sông núi, sức mạnh của Nguyên Phượng đến từ tia sáng tuần ví, còn điểm mạnh của Thủy Kỳ Lân bắt nguồn từ dòng máu chảy trong người ông ấy. Dòng máu của Thủy Kỳ Lân có nguồn gốc từ mặt đất, đứng yên bất động như núi cao và vững vàng kiên cố như mặt đất. Máu Kỳ Lân trở nên hung bạo, đại diện cho sự phẫn nộ của mặt đất. Đại địa chi kích, tiếp đó Thủy Kỳ Lân lại gầm thêm một tiếng, thân thú khổng lồ lần nữa phóng lên không trung, Mục tiêu lần này của ông ấy không phải là thần điện Phong Đô, mà là chiếc ô hồng la trong tay Mạnh bà. Khuôn mặt của Mạnh bà càng thêm trắng bệch, ánh mắt sắc bén, tiếp tục cầm ô hồng la chuẩn bị ninh chiến. Lần này, điều kỳ diệu đã không xuất hiện nữa, thần uy của ô hồng la đã biến mất, bị tiếng gầm của Thủy Kỳ Lân xé vụn thành từng mảnh nhỏ. Mạnh bà bắt buộc phải dùng bản tôn để đối kháng trực diện với ông ấy, nhưng mà, bà ấy chỉ có mỗi cơ thể công đức, làm sao đủ sức chống lại đòn đại địa chi kích của Thủy Kỳ Lân? chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh đã bị sát cơ của thủy kỳ lân hất văng ra xa phun ra một ngụm máu lớn giữa không trung yến tháp đã náo loạn thành phong đô được một hồi lâu không thể có chuyện giấu được nữ đế nhưng bà ấy vẫn cứ mãi giữ im lặng chứ không ra tay ngăn cản nghĩ đến điều này mạnh bà bỗng nhiên cảm thấy cay đắng điều bà ấy lo lắng không phải là sự sống chết của mình mà là nữ đế nếu như thần điện phong đô thật sự bị yến tháp phá hủy đứng ở cương vị là chủ nhân cửu u là nữ đế tất nhiên hứng chịu cơn thịnh nộ của thiên đạo do sự thất trách của mình bởi vì thần vị bắc minh đại đế do thiên đạo phong cho bà ấy thần điện phong đô cũng đại diện cho danh dự của thiên đạo nữ đế không màng đến danh dự của thiên đạo nhất định sẽ khiến thiên đạo nổi trận lôi đình thậm chí còn khiến bản thân bị trời phạt tôi đã nói rồi bà không ngăn nổi tôi đâu yến tháp nói không ngăn được thì đã sao muốn hủy hoại thần điện phong đô chỉ có thể bước qua xác tôi thôi mạnh bà lau vệt máu trên khóe miệng dõng dạc nói được thôi nếu như bà đã quyết tâm chiến đấu đến cùng vậy thì tội nghiệp phá hoại lục đạo luân hồi hãy để yến tháp tôi gánh lấy đi nói xong yến tháp hóa thành hình người tay cầm một thanh kiếm xông thẳng về phía mạnh bà mạnh bà xứng đáng được ông ấy tôn trọng ông ấy không muốn dùng thân thú đè chết bà ấy chính là yến tháp tiến đến trước mặt mạnh bà chuẩn bị đâm kiếm xuyên qua lồng ngực hòng cắt đứt sinh cơ của bà ấy một luồng thần niệm mạnh mẽ từ nơi cực hàn của Cửu U bỗng nhiên truyền tới. "Yến Tháp, ngươi dám?" Nghe thấy âm thanh này, Yến Tháp khẽ thở dài một tiếng. Ông ấy biết, nhiệm vụ ở MT của ông ấy đã hoàn toàn thất bại rồi. "Thần Điện Phong Đô không bị hủy, thì dù có dỡ hết thành Phong Đô, Châu Khất cũng sẽ không rút binh khỏi Đông Hải. Thần Điện Phong Đô đại diện cho danh dự của Thiên Đạo, thần điện bị hủy, nữ đế sẽ không gánh vác nổi trách nhiệm, và Châu Khất cũng thế." Cửu U nữ đế đã xuất hiện không thèm liếc yến tháp một cái, xót xa nhìn về phía mạnh bà nói, mạnh bà, bà cần gì phải khổ sở như vậy. Bệ hạ, tôi mạnh bà thở gấp, nói không ra hơi. Cô hiểu rõ tấm lòng của ngươi, nhưng ngươi lại luôn không hiểu suy nghĩ của cô. Thứ thiên đạo muốn tiêu diệt mà ma đạo, là thái cổ thần ma, chỉ cần bệ hạ không làm trái ý trời, nhất định có thể ngồi vững trên ngôi vị chủ nhân MT. Mạnh bà, bà thật quá ngây thơ rồi, cho dù cô không làm gì hết, đợi đến lúc thiên đạo loại bỏ hết mọi nhân quả cũng sẽ không buông tha cho ta đâu. Tại sao chứ? Bởi vì ước nguyện ban đầu của hậu thổ nương nương khi hóa thân thành lục đạo luân hồi chính là đối đầu với thiên đạo. chương 1045, phiên sơn đảo hải rời sông lấp biển một Cửu U nữ đế đã xuất hiện, Yến Tháp đã không còn cơ hội phá hủy thần điện phong đô. Nhưng mà nữ đế cũng không làm khó ông ấy, thoải mái để ông ấy rời khỏi MT trở về ma đạo. Mới đầu khi Châu Khất nghe tin Yến Tháp xuất hiện ở thành phong đô, thì hoảng sợ khôn cùng, lo lắng thần điện phong đô sẽ bị phá hủy, sau đó nghe tin nữ đế đã ra tay ngăn cản, càng hận kẻ vô dụng kia đã bỏ mặc thành phong đô không lo, thầm nghĩ đợi thắng trận quy khư sẽ quay về tính sổ món nợ này. Cuộc chiến ở đình viện bắt đầu quần tinh, khiến MT mất đi 3 phần quân lực, 500 vạn âm binh. Điều khiến Châu Khất cảm thấy nhục nhã nhất, đó là từ đầu đến cuối ma đạo chỉ mất đi hai chiến tướng, và hy sinh khoảng mấy trăm ngàn đệ tử vong hồn còn con. Mà hai đại tướng này, Bắc Minh Tú chỉ hy sinh một quỷ ảnh, còn ma đao tạo ẩn chỉ xuất hiện chớp nhoáng rồi qua vài đường đao thôi. Sau khi trận pháp M cực sinh liệt phần diệt M hồn được kích hoạt, Bắc Minh Tú và tạo ẩn ngay lập tức rút về quy khư, đợi đến khi MT bình tĩnh lại muốn đuổi theo, thì làm gì có thấy bóng của họ nữa. Vốn tưởng rằng sau khi tướng phá quân tử thần lâm thùy họa trở về thái cổ minh giới, ma đạo sẽ không thể xây dựng quân lực mạnh mẽ nữa, nhưng thật không ngờ họ vẫn đánh giá quá thấp uy lực đáng sợ của pháp trận do tham lang thiết kế rồi nhưng mà châu khất vẫn có lòng tin mình đủ sức công phá quy khư lần chịu thiệt hại này là do trận pháp của trương tuyết dương không ngờ cô ấy sẽ lợi dụng khí thức âm hàn của quy khư để bày bố trận pháp ở đình viện bắt đầu quần tinh chứ thật ra nếu so về sức mạnh chiến đấu quân lực của ma đạo hoàn toàn không phải là đối thủ xứng tầm với đại quân mt huống chi lần này không chỉ mỗi mình mt kéo quân đến còn thêm cả đại quân nữ oa có binh lực đông đảo không kém cạnh gì mt đợi khi đại quân mt chỉnh đốn lại đội hình châu khất và nữ oa tiếp tục liên minh công đánh quy khư sau khi đại quân đến bên ngoài biên giới hải vực của quy khư châu khất và nữ oa bắt đầu thảo luận kế hoạch công phá do quy khư đã mất đi kết giới phòng thủ khắp nơi đều có chỗ hở dễ dàng tấn công cuối cùng họ quyết định phân bố đại quân làm bốn đội đồng loạt tấn công mục tiêu nữ oa chỉ huy cự thú tinh không tấn công quy khư từ phía tây và thiên ma ngoại thành tấn công từ phía bắc đại quân mt chia thành hai đội lần lượt tấn công núi Không Tang ở phía nam và núi Lưu Ba ở phía đông Quy Khư. Đội quân vây công tứ phía, hòng phán đoán tình hình quân lực của Quy Khư, ngay khi đối phương phản kháng, thì nữ oa và Châu Khất lập tức tập hợp chiến tướng tinh nhuệ trấn áp kẻ địch. Phải thừa nhận rằng, kế hoạch công đánh mà Châu Khất và nữ oa đề ra thật sự quá xuất sắc. Uy thế của bọn họ chính là binh hùng tướng mạnh, kẻ mạnh đông như kiến, bao vây tứ bể tính toàn từng bước đều hoàn hảo, là cách thích hợp nhất để ứng phó với đối thủ có lực lượng yếu kém, chỉ dựa vào chiến tướng cấp cao chống đỡ thế trận như ma đảo. Nhưng mà, vào ngày đầu tiên của cuộc chiến, bọn họ bỗng dưng cảm nhận thấy một luồng khí âm hiểm từ Quy Khư. Quy Khư, vùng biển phía Tây, đại quân cự thú tinh không do nữ oa dẫn đầu mở cuộc tiến công. Đám thú gầm rú, vang vọng xa ngàn dặm, trời đất quay cuồng, sóng dữ cuộn trào. Đám mãnh thú hung tàn ồ ạt kéo đến, còn chưa đổ bộ lên bờ đã khiến dân chúng vạn tộc cư trú ở Quy Khư run sợ cho dù họ đang được trận pháp phản tiên của núi Bất Chu bảo vệ, vẫn cảm thấy kinh hãi. Phía Tây Quy Khư có ngọn núi Côn Ngô được xem là một lá chắn bảo vệ tự nhiên, nhưng mà, đối với đám cự thú tinh không này thì việc vượt qua nó chỉ là chuyện còn con mà thôi. Tuy nhiên chính lúc 200 vạn cự thú tinh không vừa ngoi lên khỏi mặt biển, chuẩn bị san bằng núi Côn Ngô, một tiếng rồng hống vang trời, ngọn núi Côn Ngô cao thâm hùng vĩ đột nhiên sụp đổ. Chỉ trong thoáng chốc cả ngọn núi và mặt biển đều chuyển động, núi Côn Ngôn bất thình lình chìm sâu dưới biển chấn động cực lớn, toàn bộ bề mặt quy khư đều rung lắc dữ dội. Ngọn núi đã chìm sâu dưới đáy biển, tạo ra những cơn sóng thần có sức tàn phá khủng khiếp, còn sinh ra hàng trăm vòi rồng xoáy sâu xuống dưới biển tưởng chừng như muốn nuốt chửng mọi thứ. Chớp mắt đội hình đại quân 200 vạn cự thú tinh không đã tan đàn xẻ nghé, thương vong ước tính phải tầm 10 vạn quân. Do cơ thể quá khổ của cự thú tinh không, chúng có lực phòng ngự vô cùng kiên cố, nếu như giao việc tấn từ phía Tây cho đội quân âm binh quỷ tướng của MT, hầu như có thể khẳng định bọn chúng sẽ rơi vào kết cục đến bao nhiêu chết bấy nhiêu. tuy quân lực ma đạo yếu kém nhưng nếu đứng trên địa bàn của mình tuyệt đối là một đối thủ đáng gờm. khương tuyết dương sớm đã nhìn thấu mọi việc biết quy khư đã đến thời khắc cận kề cái chết mọi hành động phải thật dứt khoát hoàn toàn không đắn đo xem tương lai mạch đất và diện mạo của quy khư có thể khôi phục hay không thẳng thừng ra lệnh cho ngạo phong dùng sơn hải quyết luyện cả ngọn núi côn ngô thành một món vũ khí lợi hại. ngạo phong đã nuốt chửng long khí của vạn lý trường thành sau khi hấp thụ hết ý chí nhân tộc trong vạn lý trường thành, thực lực của cậu ấy đã đột phá đến cảnh giới trí cường đạo tổ, nếu không, chỉ với trình độ trước đây của cậu ấy căn bản không đủ sức lay động một nửa ngọn núi Côn Ngô. chương 1046, phiên sơn đảo Hải, rời sông lấp biển 2. Sau khi rời non lấp bể đảo lộn đội hình của đại quân cự thú tinh không, phong chủ nhân cơ hội thi triển lĩnh vực bạo phong. Uy lực hủy diệt của sóng thần càng thêm đáng sợ, lại có thêm mười mấy vạn cự thú tinh không phải bỏ mạng. Đợi sau khi một chuỗi các đòn tấn công từ núi lỡ sóng thần bão tố liên tiếp kéo đến, phong chủ rời khỏi mặt trận, ngạo phong hóa thành cơ thể tổ long dài ngàn trượng sông tới chém giết đại quân cự thú tinh không, trận ác chiến nổ ra giữa biển khơi, đảo loạn cả thế trận. Cùng lúc ấy, Lưu Phong Sương chỉ huy 200 vạn đại quân yêu tộc thành lập đội hình chiến đấu trên biển, tiêu diệt mấy con cự thú tinh không đang lam le leo lên bờ. Tuy đại quân yêu tộc của ma đạo không hùng hậu, nhưng vì đám cự thú tinh không trải qua một loạt tai họa động đất sóng thần nên tính hung bạo của chúng cũng đã bị suy giảm đáng kể, sau đó còn bị thần uy của tổ long đè bẹp, sức mạnh chiến đấu bị giảm đi một nửa. Nhưng dù như nào, đại quân yêu tộc vẫn gặp bất lợi về mặt quân số, tất nhiên thương vong cũng không khá khẩm hơn là bao. Nhưng mà, giả sử nữ oa không phái quân đến chi Việt, thì thắng lợi sau cùng trong cuộc chiến ở vùng biển phía tây sẽ thuộc về ma đạo. Khi phát hiện cửa thú tinh không chịu thương vong nặng nề do gặp phải thảm hoại sóng thần động đất, Nữ oa vô cùng căm phẫn, với thân phận và địa vị của bà ta tất nhiên sẽ không tự mình chiến đấu với Ngạo Phong, trận chiến mới chỉ vừa bắt đầu thôi, trong tay bà ta vẫn còn một con ác chủ bài chưa tung ra. Ngay sau đó bà ta liền phái hai chiến tướng cự thú tinh không cấp bậc đạo tổ, dẫn mười mấy chiến tướng cự thú tinh không đạt chiến lực đỉnh phong thiên tôn chạy đến phía Tây chi viện. Chiến tướng cự thú tinh không có sức mạnh chiến đấu cấp bậc đạo tổ, thân hình cũng to không kém gì Ngạo Phong, còn uyển chuyển lần tránh uy áp thần niệm của Tổ Long. Hai chiến tướng đạo tổ vừa đặt chân đến vùng biển phía tây đã ngay lập tức nghênh chiến với Ngạo Phong, đồng thời, sau khi mười mấy tên chiến tướng cự thú tinh không sở hữu chiến lực thiên tôn đỉnh phong ồ ạt à tiến lên bờ, thì thương vong của đại quân yêu tộc càng lúc càng đáng lo hơn. Lợi thế chấp mắt đã được cân bằng, cuộc chiến đã bước vào giai đoạn ác liệt nhất, hai bên đều hứng chịu thương vong nặng nề. Nữ Oa đứng ở trên cao quan sát trận đấu, thấy tình hình phía tây đã ổn định, bèn bắt đầu phóng thần niệm đến biên giới phía bắc. Quy khư có kích thước rất lớn, lãnh thổ rộng lớn bao la bát ngát khi chiến đấu ở quy khư kể cả đó là nữ oa cũng không thể tùy tiện dò xét sự thay đổi chiến lược ở mỗi mảnh đất được muốn biết tình hình cụ thể ở từng nơi chỉ có thể dốc hết thần niệm mới nhìn rõ được nữ oa vừa đem thần niệm xuyên qua cổng vào quy khư ngay lập tức đã bị những gì trước mắt kia dọa sợ cả người run rẩy suýt chút không giữ vững được bổn tôn đòn tấn công của thiên ma ngoại thành chủ yếu đều thi triển bằng thần niệm chúng giỏi chiến đấu trên không Lúc 300 vạn thiên ma ngoại thành bay qua giới môn quy khư, nhìn không khác nào một đám mây đen bao phủ cả bầu trời, cứ ngỡ như đây là cảnh tượng của ngày tận thế. Vì nằm giữa giới môn quy khư và đại lục quy khư còn một vùng biển rộng minh mang, còn không được trận vạn tiên bảo vệ, thế nên lúc thiên ma ngoại thành phát hiện ở dưới không có quân binh ma đạo, bèn trực tiếp bay thẳng đến đại lục quy khư. Nhưng mà, lúc chúng mới vừa bay qua giới môn, sắp tới phía trên chiến trường vạn tộc, từ phía dưới bỗng dưng trồi lên một luồng khí tức tử vong hắc ám cực kỳ đáng sợ rồi bay thẳng lên trời. Thiên ma ngoại thành chủ yếu đánh bằng thần niệm, cơ thể của nó cũng có những đặc điểm tương tự như thể tâm linh, cực kỳ nhạy cảm với khí tức tử vong. Luồng khí hắc ám tử vong nồng đậm, trực tiếp che mờ ngũ cảm lục thức của bọn chúng, đại quân thiên ma ngoại thành ngay lập tức rối loạn đội hình, chúng giống hệt như những con chim gãy cánh rơi từ trên không xuống, trong chớp mắt, phân nửa trong số đó đã rơi xuống vực sâu đồng lô, số còn nhất thời cảm thấy tình hình không ổn, quyết định bay ra khỏi giới môn quy khư. Đòn công kích lần này là kiệt tác của cự long hắc ám liếu chi nhung, sức mạnh bóng tôi có thể nhiễm bẩn thần hồn, chỉ mình sức mạnh ánh sáng chính nghĩa mới đủ sức đối phó với nó. Thật ra, những thiên ma ngoại thành đã ngã gục kia không phải do bị liễu chi nhung đánh trọng thương, nhưng mà, nhiệm vụ của liếu chi nhung đã hoàn thành xuất sắc, bởi vì ngọn lửa trời của nguyên phượng tổ sư hy hòa mới chính là đòn tiêu diệt kẻ địch thật sự. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Liễu Chi Nhung rời khỏi vực sâu đồng lô. Cô ấy vừa mới rời khỏi chỗ đó, Nguyên Phong Tổ Sư Hy Hòa nhanh chóng đáp đất. Hy Hòa hóa thân thành Phượng Hoàng Liệt Diễm, tiếng Phượng hót vang thấu tận chín tầng mây. Vừa lao xuống vừa kích hoạt tia sáng thuần túy, tạo ra ngọn lửa cháy dữ dội. Đợi lúc cô ấy sắp bay tới phía trên vực sâu đồng lư, xung quanh cô đã được bao bay bởi một vùng biển lửa khổng lồ. Lúc này đây, những thiên ma ngoại thành đã rơi xuống vực sâu đồng lô còn chưa kịp tỉnh táo, làm sao đủ sức phản kháng, chẳng mấy chốc đã bị ngọn lửa thiêu cháy thành cho. Chương 1047, thần điểu đế giang một. Hi Hòa chỉ sử dụng một liệt diễm chi hải đã khiến 300 vạn đại quân thiên ma ngoại thành của nữ oa tổn thất mất một nửa, đồng thời cũng trực tiếp chọc giận nữ oa. Bà ta quyết định phái chiến sĩ mạnh nhất của tộc nữ oa, thần điểu đế giang đến chi viện. Đế giang là em gái của đế tuấn, quan hệ của hai người họ giống hệt nữ oa và phục hy. Đều mang dòng máu kim ô, nhưng sức mạnh của Đế Giang không liên quan đến hỏa diệm, mà là bóng tối. Nếu như không phải vì lần này phe họ thua quá thê thảm, Nữ Oa cũng không muốn Đế Đế Giang xuất hiện sớm vậy. Trước giờ, tam giới đều đánh giá thấp lực lượng Cung Hoa Hoàng, cho rằng Cung Hoa Hoàng chỉ có một vị cao thủ, đó chính là Nữ Oa. Nhưng không ai biết Nữ Oa có thể sống yên ổn từ suốt thời thượng cổ đến nay, tất nhiên bản thân bà ta cũng phải có thủ đoạn lợi hại rồi. Cung Hoa Hoàng có thể trở thành nơi bất khả xâm phạm trong suốt hơn mấy ngàn năm qua một mặt nhờ sự bảo bọc của thiên đạo, mặt khác còn nhờ đằng sau cung hoa hoàng còn che giấu một nguy hiểm tiềm tàng. Lúc hi hòa đốt cháy cung hoa hoàng, đế giang đã đến vũ trụ hư không chiêu mộ đại quân cho nữ hoa, không có mặt ở cung hoa hoàng. Lỡ như cô ta có mặt ở đấy, hi hòa tuyệt đối không thể thiêu dụi một nửa cung hoa hoàng, thậm chí nếu xét chiến lực của hy hòa vào thời điểm đó, có bình an thoát khỏi lòng bàn tay của đế giang hay không cũng là một vấn đến nan giải. Trong trận chiến phong thần vào 3.000 năm trước, đạo tổ chỉ lác đác vài người. Ngọc Hoàng Đại Đế, Đạo Đức Thiên Tôn, Ma Đạo Tổ Sư, ngoài Tổ Sư của Tam Đạo Gia, còn có thêm M. Sơn Lão Tổ Trần Húc, Nữ Oa và Cửu U Nữ Đế. Những người này là các đạo tổ được công khai thân phận ở bên ngoài, trong tam giới còn che giấu nhiều người có chiến lực đạo tổ khác nữa. Ví dụ như Địa Tàng Vương Thiên Tôn hay Đế Giang. Địa Tàng Vương có danh xưng Thiên Tôn, nhưng sức mạnh chiến đấu của ông ta sớm đã đạt đến cảnh giới đạo tổ, chỉ do ông ta chưa chứng đạo mà thôi, mà chiến lược của đế giang so với địa tàng vương thiên tôn còn lợi hại hơn đế giang của ba ngàn năm sau chiến lược đã vượt qua trí cường đạo tổ thậm chí có thể sánh ngang với nữ oa chẳng qua nữ oa có thần cách của thần thượng cổ nhưng đế giang lại không có vì là hóa thân của bóng tối đế giang không cần bất kỳ thân phận gì cũng không muốn bước ra khỏi bóng tối cô ta cứ như một tay săn kỳ cựu âm thầm ẩn nấp đằng sau cung hoa hoàng đợi một ngày nào đó có thể mang bóng tối bao trùm cả màn trời nhân gian anh trai của cô đã chết rồi, chuyện này có liên quan đến ả nguyên phượng kia. Nữ oa chỉ tay vào biển lửa đang chay nghi ngút ở dưới vực sâu đồng lô. Bây giờ tôi sẽ đi giết chết ả ta đế giang căm phẫn nói. Đế giang là một cô gái có thân hình khá gầy gò yếu ớt, sắc mặt nhợt nhạt, mặc một bộ áo màu đen, hay núp sau lưng nữ oa nên thường bị người khác xem nhẹ. Nhưng mà, lúc cô ta hóa thành kim ô bóng tối, khí thức thần niệm như một cơn lốc cuồn cuộn kéo đến thậm chí còn vượt qua nữ oa lúc này trời đã chạm vạng đế giang hóa thành kim ô xuyên qua màn đêm thoáng chốc sắc trời đã trở nên mù mịt chiến trường vạn thú cổ dưới vực sâu đồng lô ngọn lửa của nguyên phượng tổ sư hi hòa vẫn đang bùng cháy dữ dội hi hòa nằm sắp giữa biển lửa vẻ mặt vô cùng bình thản chỉ cần cô ấy vẫn còn ở đây đám thiên ma ngoại thành bị cô ấy dọa sợ đều không dám tiến vào đại lục quy khư một bước muốn trách chỉ đành trách liệt diễm tri hải của cô ấy quá mức đáng sợ hoàn toàn là khắc tinh của đám thiên ma ngoại thành Nhìn thấy chỉ có mình Hy Hòa đã đủ sức chấn thủ ở đây, Liễu Chi Nhung dự định đến khu vực phía đông quy khư để chi viện. Chính lúc cô ấy chuẩn bị rời đi, bỗng dưng phát hiện ra một luồng hơi thở bóng tối vô cùng đáng sợ đang trồi lên từ mặt đất. Vì bản thân là cự long bóng tối, Liễu Chi Nhung khá nhạy cảm với hơi thở bóng tối, cô ấy cũng rất thích bóng tối. Cự long bóng tối không thích hợp chung sống cùng người sống, cũng không thích hợp sống cùng vong hồn, vì bản thân là chiến tướng cấp cao cô đơn nhất ma đạo, phần lớn thời gian liễu chi nhung đều chỉ lùi thủi một mình bảo vệ biên giới biển bắc minh cho dù liễu chi nhung có thích bóng tối đến mấy nhưng lúc phát hiện luồng hơi thở bóng tối đáng sợ cũng bất giác cảm thấy dùng mình cự long bóng tối làm bạn với bóng tối nhưng mảnh đen tối tăm trước mặt kia lại không muốn chứa cô ấy bởi vì phía sau nó còn ẩn giấu một mối hiểm họa giết hại tất cả các sinh vật sống tiếng gào thét ẩm ý vang vọng khắp nơi đế giang hóa thân thành kim ô hai cánh xải dài cả trăm thước lớp lông toàn thân có màu đen tuyền Kéo theo bóng tối che phủ cả mặt đất. Cự Long bóng tối liếu chi nhung gào lên một tiếng, phóng lên phía trên chuẩn bị ninh tiếp Kim Ô. Chương 1048, Thần Điều Đế Giang 2. Toàn thân Cự Long bóng tối cũng có màu đen, nhưng thân hình lại nhỏ bé hơn Kim Ô Đế Giang. Hai kẻ mạnh giao chiến, là cuộc quyết đấu giữa bóng tối và bóng tối. Không ai biết được chuyện gì đang xảy ra trong bóng tối, chỉ biết từ lúc bắt đầu cuộc chiến, mọi thứ xung quanh đều bị bóng tối bao trùm màn đêm thực sự đã buông xuống rồi. Không lâu sau, cự long bóng tối hét lên một tiếng thất thanh, hàng trăm miếng vảy rồng màu đen rơi vung vãi khắp nơi. Thứ mất đi không chỉ là sự sống của cô ấy, đến cả thần hồn, sức mạnh bóng tối, tất cả đều bị đế giang nuốt chừng. Liễu Chi Nhung có thể bạo phát đến chiến lực trí cường đạo tổ, với lại thần thông của cô ấy còn có khả năng tấn công thần hồn trên diện rộng, đủ sức gây ảnh hưởng lên toàn đội quân. Chúng tôi không hề khoác lác khi nói, một mình liễu chi nhung có thể chiến đấu với trăm vạn đại quân còn là lúc không có bất cứ phòng bị trước nào nhưng mà khi liễu chi nhung va chạm với đế giang lại chẳng khác nào châu chấu đá xe bóng tối sinh ra trong bóng tối thoát thai từ bóng tối chưa nói đến việc cảnh giới của đế giang cao hơn liễu chi nhung cho dù cả hai ngang hàng nhau thì liễu chi nhung vẫn sẽ bị đế giang khống chế cô ấy có thể dùng sức mạnh bóng tối đảo loạn thế trận nhưng không thể đánh bại được người nắm giữ sức mạnh bóng tối như đế giang bởi vì bóng tối cũng giống như ánh sáng đều là năng lượng thuần túy nhất trong vũ trụ có thể so sánh với bóng tối chỉ mình ánh sáng thôi phát hiện ra liếu chi nhung đang gặp nguy hiểm nguyên phượng tổ sư hy hòa cũng không để tâm đến đám thiên ma ngoại thành bị đè bẹp kia nữa cô ấy biết sức mạnh đáng sợ của đế giang thậm chí còn cao hơn cả đế quân nữa vì thế cô ấy không vội chạy đi cứu người mà nằm nguyên tại chỗ hấp thụ hơi thở hỏa diệp liên kết với bổn tôn cô ấy để chuyển hóa tất cả thành trạng thái nguyên bản biến thành quả trứng nguyên phượng. Lúc nghênh chiến với đại quân thâm uyên, Hy Hòa đã dùng chiêu này. Sau khi hóa thành trứng nguyên phượng, Hy Hòa bắn ra một tia sáng thuần tùy nhắm thẳng vào chỗ đế giang và liễu chi nhung đang giao đấu trong lĩnh vực bóng tối. Tia sáng này, do Hy Hòa ngưng tụ thần hồn tạo ra, mang theo ánh sáng và tinh túy của liệt diễm. Lĩnh vực bóng tối của đế giang có thể nuốt chừng tất cả ánh sáng, nhưng không thể nuốt trứng tia sáng thuần túy mà trứng nguyên phượng bắn ra. Chỉ trong chớp mắt, tia sáng rực rỡ kia đã xé rách màn đêm, đồng thời chém ngang lồng ngực của Kim Ô. Kim Ô bị ánh sáng thuần tùy đánh trọng thương, hét lên một tiếng thất thanh, càng khiến cô ta càng thêm căm phẫn. Cô ta đến đây mấu chốt vì muốn giết Nguyên Phượng, Liễu Trung Nhung chỉ là hòn đá ngáng chân một cô ta tiện tay vứt ven đường, nhưng bây giờ cô ta còn chưa kịp ra tay với Nguyên Phượng, đã bị tia sáng của Nguyên Phương đánh trọng thương. Lửa giận che mờ đôi mắt của Đế Giang, hai cánh mở rộng cố sức vung vẫy, dùng toàn lực nhắm thẳng vào cự long bóng tối đang hấp hối cự long bóng tối hết lên một tiếng bi thống cơ thể rồng khổng lồ vỡ vụn phải rồng bay khắp nơi màu thịt văng tung tóe khiến nơi này chìm trong biển máu đen liễu chi nhung chỉ còn kịp để một tia thần hồn mỏng manh gửi gắm vào trong viên long châu còn thân rồng đã trở thành một cái xác khô nhìn thấy long châu của liễu chi nhung trong mắt đế giang bỗng toát lên vẻ tham lam sức mạnh bóng tối có thể tăng cường uy lực sức mạnh của cô ấy nếu thu phục được liễu chi nhung để cự long bóng tối làm thuộc hạ dưới trướng cô ta thì cô ta còn cần gì nhờ cung hoa hoàng che chở nữa, bổn tôn đã đủ sức tung hoành khắp tam giới. Bởi vì lĩnh vực bóng tối của cô ta có thể giúp chiến lực của cự long bóng tối được bộc lộ xuất sắc hơn. Kim ô mở to miệng, phóng nhanh đến chỗ viên long châu của Liễu Tri Nhung. Trong lòng ghi hòa nóng như lửa đốt, lúc cô ấy ở hình dạng chứng nguyên phượng thì không có cách nào cướp lại long châu, chỉ đành liều mạng bắn ra vô số tia sáng thuần túy ngăn cản đối phương. Nhưng mà đế giang đã quyết tâm phải có được ý chí long châu bóng tối, Thà bị thương khắp người cũng không chịu từ bỏ. Chính lúc khoảng cách giữa Đế Giang và Long Châu càng lúc càng gần, sắp sửa mở miệng nuốt chừng nó, thì cơn bão bất ngờ ập đến, giành lấy viên Long Châu kia từ trong lĩnh vực bóng tối của Đế Giang. Lúc Liễu Chi Nhung gặp hỏa sát thân, Khương Tuyết Dương đã ngay lập tức cảm nhận được. Từ lúc cô ấy bắt đầu nghênh chiến với Đế Giang, thanh kiếm màu xanh đại diện cho cô ấy đã bắt đầu đổi màu, mà đợi đến lúc cơ thể của cô ấy vỡ vụt, sự sống bị ngắt quáng, thì thanh kiếm nhỏ màu xanh kia cũng vỡ tung khương tuyết dương nhanh chóng truyền tin cho phong chủ và a lê muốn bọn họ hợp sức cứu liễu chi nhung cho dù không kịp cứu cơ thể của cô ấy cũng bắt buộc phải đoạt lấy long châu về tốc độ của phong chủ nhanh đến nổi không ai sánh bằng nhưng cảnh giới của cô ấy kém xa đế giang hoàn toàn không thể bước vào lĩnh vực bóng tối của đế giang nhưng mà nếu như có a lê trợ giúp thì mọi chuyện lại khác lúc đó phong chủ và a lê đang nghinh chiến với đại quân mt ở thành không tang sơn hải phía nam quy khư vừa nhận được chỉ thị của khương tuyết dương A Lê liền sử dụng mũi tên trục phong mà cô bé tự mình nghiên cứu ra, để phong chủ hóa thành linh thể ký sinh vào mũi tên trục phong. Tiếp đó, A Lê dốc hết toàn lực kéo căng cung thượng cổ cốt, nhắm thẳng mục tiêu ở phía bắc, sau khi mũi tên trục phong xuyên qua lĩnh vực bóng tối của đế giang, mũi tên sẽ tan biến và phong chủ hiện thân, hóa thành một cơn bão nhanh chóng cướp lấy long châu bóng tối. Chương 1049, nguy cơ của hy hoặc một. Đợi tới khi đế giang có hành động, phong chủ đã quay lại vị trí ban đầu, không để cô ta kịp thời truy kích, quả trứng nguyên phượng bên dưới đã ầm ầm nổ, hy hòa dục hỏa trùng sinh, chủ động tới nghênh chiến. Quả là kẻ thù gặp nhau, mắt rực lửa hận, với đế giang, hy hòa không chỉ có mối thù giết anh, giữa hai người còn đại biểu cho sự đối lập giữa bóng tối và ánh sáng. Kim ô một nguyên phượng, tiếng kêu mỗi người đều thấu tận trời xanh. Một con quả có lông màu vàng kim, tiếp đó, hy hòa vốn đang bừng bừng rực cháy trong ánh vàng của liệt viêm đã triệu hoán lãnh địa liệt viêm chi hải của mình trực tiếp đối đầu với đế giang. Ánh sáng và bóng tối va vào nhau, không có bất kỳ động tĩnh nào được phát ra. Thế nhưng, năng lượng hủy diệt sinh ra từ đó mạnh mẽ vô cùng. Thoạt tiên, hai bên rơi vào cảnh rằng co. Ánh sáng của Hy Hòa không thể chiếu rọi lãnh địa bóng đêm của đế giang, mà bóng tối của đế giang cũng không thể nào xâm nhập liệt viêm chi hải. Tuy nhiên, cùng với sự trôi chảy của thời gian, liệt viêm chi hải của Hy Hòa bắt đầu bị bóng tối xâm chiếm, ngọn lửa không ngừng lay động càng ngày càng trở nên suy yếu đã có dấu hiệu lụi tàn lửa bị dập tắt mỗi lúc một nhiều áp lực trên người hi hòa cũng càng ngày càng tăng bởi vì giữa bóng tối và ánh sáng không bao giờ có sự thỏa hiệp một khi sự mất cân bằng xảy ra một cuộc tấn công áp đảo rất nhanh liền xuất hiện tốc độ lụi tàn của ngọn lửa mỗi lúc một nhanh chỉ trong khoảnh khắc một phần ba biển lửa đã hoàn toàn bị dập tắt hi hòa bắt đầu thiêu đốt thần hồn của mình cố gắng đảo ngược tình thế, thế nhưng lúc này đây dù cô có làm gì đi nữa cũng không thể thay đổi chiến cục. Vào lúc một nửa biển lửa bị dập tắt, nửa còn lại cũng nhanh chóng lụi tàn theo. Trên trời tối đen như mực, một con phượng hoàng do Hi Hòa sở hóa thành đang thiêu đốt những tia sáng cuối cùng. Chiến lực của Hi Hòa vốn dĩ không bằng Đế Giang, sau khi mất đi Liệt Viêm chi hải lại càng không phải là đối thủ của cô ta. Liệt Viêm phượng hoàng chiến đấu với Kim Ô, mỗi một thương tích đều lưu lại ấn ký màu đen trên người ấn ký màu đen trên người hi hòa đến từ lời nguyền bóng tối của đế giang một khi toàn thân hi hòa bị ấn ký này bao phủ cô sẽ mất đi chúc phúc của ánh sáng sa ngã trở thành nô lệ của bóng đêm là một con phương hoàng hắc ám đế giang tâm tư độc địa không muốn hi hòa cứ đơn giản như vậy mà chết đi không nuốt được thân thể hắc ám của tổ long khiến oán niệm trong lòng cô ta tăng lên vùn vụt muốn trực tiếp phong ấn hi hòa trở thành một con phượng hoàng hắc ám nguyên phượng liều chết chống cự cũng gây ra thương thế cho kim ô thế nhưng thương tích do cô gây ra không thể nào bị được với tốc độ phong ấn của Kim Ô. Nguyên Phượng kêu khóc, nước mắt hỏa viêm từng giọt từng giọt rơi, cô cảm nhận được nỗi sợ hãi từ sâu thẳm tâm hồn mình. Phượng Hoàng được mệnh danh là loài chim bất tử, cô không sợ hãi cái chết, thế nhưng lại lo rằng bản thân sẽ xa vào trong bóng đêm. Giờ đây Hy Hòa đã mất đi cơ hội tự mình kết liếu, hình dạng của trứng lúc trước có thể chống lại bất kỳ sự xâm nhập nào của bóng tối, thế nhưng hiện giờ cô đang chiến đấu bằng thực thể của mình, không cách nào chống lại phong ấn của đế giang quan trọng nhất là cô vừa mới niết bàn trùng sinh không thể nào tiếp tục quay lại làm một quả trứng nguyên phượng ấn ký hắc ám trên mình nguyên phượng mỗi lúc một nhiều sự chống trả của cô cũng càng ngày càng yếu đi bóng tối khiến cô nghẹt thở nhưng lại không cách nào thoát khỏi giống như người sắp chết đuối liều mạng muốn bắt lấy thứ gì đó thế nhưng chỉ có thể từng chút một chìm dần trên đỉnh Bất Châu, Khương Tuyết Dương vừa mới bình tĩnh lại từ sau kiếp nạn sát thân của Liễu Tri Nhung lại một lần nữa vì họa sinh tử của Nguyên Phượng Tổ Sư Hy Hòa mãi ưu Tư trùng trùng. Lúc này cuộc chiến vừa mới bắt đầu, mà đạo đã mất đi một vị đại tướng là Liễu Tri Nhung, nếu như lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn với Nguyên Phượng Tổ Sư Hy Hòa, mà đạo làm sao thủ hộ quy khư bây giờ. Hy Hòa khác với Liễu Tri Nhung, Hy Hòa là Nguyên Phượng đại diện cho sức mạnh tấn công bên ngoài của ma đạo. Mệnh bàn sát phá làng giờ đây đã nát, nếu như bộ ba cao thủ đại diện cho sức tấn công của ma đạo là nguyên phượng tổ long thủy kỳ lân lại bị tan vỡ ma đạo chắc chắn sẽ không giữ được quy khư tuyết dương sốt ruột vô cùng thế nhưng giờ đây cô không thể làm được gì quy khư bốn mặt đều vây trong lửa chiến tranh mỗi một chiến trường đều đang đối diện với nguy cơ cực lớn phong chủ kịp thời tới cứu liễu chi nhung đã là may mắn vô cùng lúc này ma đạo không thể rút ra một ai có thể tới giúp hi hòa hai đại sát thần thống lĩnh hai triệu đệ tử nhân tộc cùng với 3 triệu đệ tử vong hồn dưới sự chỉ huy của Bắc Minh Tú cùng nhau tiến về núi Lưu Ba, nghênh chiến hại triệu hữu quân của âm ti do hai vị giám sát xử làm thống soái. Chương 1050, nguy cơ của Hy Hoặc 2. Bắc Minh Tú một mình ứng chiến nhân đạo giám sát xử và địa ngục đạo giám sát xử, hai đại sát thần lấy hai địch ba, đấu với Đông Phương Quỷ Đế, Nam Phương Quỷ Đế và Trung Ương Quỷ Đế. Sau khi ba vị quỷ đế thất bại tại đình viện Bắc đầu quần tinh liền được địa tạng vương thiên tôn sáp nhập vào hữu quân, hỗ trợ hai vị giám sát sử cùng nhau tấn công quy khư. Ngoài ra, vào lúc trận đấu diễn ra gay gâu nhất, bọn họ còn phải phân chia thần niệm của mình để đối phó với 500 vị thiên tôn chiến tướng của âm thi, ngăn chặn những kẻ này tàn sát đệ tử ma đạo. Nếu trận đấu chỉ diễn ra đơn giản như vậy, ma đạo cho dù có tử thương nặng nề vẫn có thể cầm cự đến cuối cùng, đáng quan ngại hơn cả là âm thi còn có đại hình pháp trận. Đại hình pháp trận mỗi lần kích hoạt đều gây thiệt hại nghiêm trọng cho đại quân ma đạo, mang tới kiếp nạn sinh tử cho hàng vạn người. Thời gian trôi đi, lợi thế về nhân số của Ma đạo cũng dần dần mất sạch. Trên thực tế, nếu không phải núi Lưu Ba rất gần núi Bất Châu, có sự chống đỡ của trận Vạn Tiên, lại thêm Khương Tuyết Dương không ngừng tập hợp sát y tối cao của trận Vạn Tiên truyền qua đây nhằm trấn áp quân uy của đội quân Âm Ti, núi Lưu Ba đã sớm sụp đổ từ lâu. Trận chiến diễn ra tại phía đông núi Lưu Ba nguy hiểm vô cùng, chiến cuộc tại phía nam núi Không Tang cũng chẳng dễ dàng hơn chút nào. Phụ trách tấn công núi Không Tang là 5 triệu trung quân của Âm Ti mặc dù địa tạng vương thiên tôn và châu khất không hề tham chiến, thế nhưng ma đạo vẫn không thể chống chọi nổi lớp lớp nhân tài nghìn nhịp như kiến của đại quân chủ lực âm ti. trong số rất nhiều đại hình trận pháp của âm ti, uy lực mạnh nhất phải kể đến cửu u minh vương sinh sát đoạt giữ do bốn vị minh vương liên thủ thi triển. tòa trận pháp này có thể khiến bậc trí cường đạo tổ phải kiêng dè, nếu như dùng để đối phó với đệ tử ma đạo bình thường, hàng triệu đại quân ma đạo chỉ trong nháy mắt liền sẽ tan thành cho bụi. Vì thế mà đạo nhất định phải có người tới kiềm chế trận pháp này, ứng cử viên sáng giá nhất là kiếm linh thuần quân. Thuần quân là tiên thiên kiếm thể, không bị ảnh hưởng bởi tà khí âm sát, đồng thời thần hồn của cô vô cùng vững chắc, sẽ không vì trận pháp mà lạc lối dối rắm Vì để kiềm chế tứ đại minh vương, thuần quân chỉ còn cách chủ động lao vào trung tâm pháp trận, trừ khi có thể giết sạch cường địch phá trận mà ra, nếu không ván này định sẵn cô sẽ thân tẫn đạo tiêu. Sau khi thuần quân lao vào trận pháp cửu U Minh Vương sinh sát đoạt giữ, thống soái cuộc chiến diễn ra tại phía nam của ma đạo lúc này chỉ còn lại A Lê và phong chủ. Mà trong đó phong chủ còn phải để ý chiếu cố tất cả các chiến trường, gửi lời chúc phúc của phong thần tới đệ tử ma đạo. Áp lực của A Lê lớn vô cùng, mặc dù nguyệt thần quỹ đạo của cô có thể đổ sát âm binh quỷ tướng của âm ti trên diện rộng, thế nhưng trung quân tham trận lần này có sự xuất hiện của hàng trăm chiến tướng cảnh giới thiên tôn. Những người này không phải là đối tượng mà Nguyệt Thần Quỹ Đạo có thể tiêu diệt một cách dễ dàng. Tổng binh phủ Hoàng Quan, thành chủ Phong Đô, còn có một số thần minh kỳ cựu của âm ti, nếu toàn lực xuất thủ có thể bạo phát sức mạnh đạo tổ. Sự tham chiến của bọn họ đối với ma đạo đại quân mà nói quả thực là một tai họa. Địa tạng vương thiên tôn bởi vì cố kỵ địa vị của mình mà không tham chiến, thế nhưng thỉnh thoảng ông ta lại niệm chấn ngục cửu tự chân ngôn nguyền rủa đệ tử ma đạo, khiến cho sức chiến đấu của bọn họ nháy mắt tan thành mây khói, sau đó liền bị đại quân MT huyết tẩy sạch sẽ. Để đối phó với nguy cơ trên núi không tang, ma đạo cơ hồ đã dành toàn bộ đại quân tinh nhuệ chủ lực của mình. 2 triệu dũng sĩ nhân tộc hồng hoang, 2 triệu yêu tộc, còn có 50 vạn tu hành giả của đạo môn. Tộc Tương Liếu, bộ tộc Đông Di, một tộc tất cả đều tham gia chiến đấu. Tổng quân số lên tới 8 triệu người, kỳ thực số người đủ tư cách tham chiến chỉ có một nửa, nửa còn lại chiến lực thấp vô cùng, còn chưa có đủ tư cách tham gia trận chiến phong thần. Tuy nhiên, điều này không cản trở họ vì quê hương mà chiến đấu, đồng sinh cộng tử với quy khư. Không chỉ có vậy, Khương Tuyết Dương còn bố trí hàng chục trận pháp thủ hộ trên núi Không Tang. Biết rõ trận chiến trên núi này không dễ dàng, mà đạo sẽ có vô số người tử thương, Khương Tuyết Dương còn yêu cầu phong chủ không được rời khỏi nơi này. Thế nhưng, dù cho Ma đạo có đầu tư nhiều đến đâu đi nữa cũng không cách nào địch lại đòn tấn công của đại quân chủ lực Âm Ti. A à, Lê tên bắn như mưa, đáng tiếc cho dù cô có thức tỉnh trở thành thái cổ thần ma hoàn mỹ, nắm được toàn bộ ý nghĩa thâm sâu của thái cổ nguyệt thần cũng không thể khiến đại quân Âm Ti minh mông như biển lùi bước. Huống hồ địa tạng vương vốn đã đem sát ý khóa chặt trên người cô. Trong lúc Khương Tuyết Dương đang vì sinh tử của Hy Hòa mà yêu sầu không thôi thì kiếp nạn sát thân của A Lê liền ập đến. Cuối cùng, Nguyên Phượng toàn thân bị ấn ký hắc ám vây kín từ trên trời rơi xuống, nằm dạp trên đất không thể đứng dậy. Phượng Hoàng liệt diếm trói lòa ngày xưa giờ đây toàn thân trên dưới đều bị ấn ký hắc ám bao phủ, chỉ còn một ngọn tàn lửa trước chán vẫn đang cố gắng leo lét. Ngọn lửa cực kỳ suy yếu, dường như lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Nhìn Nguyên Phượng chỉ còn một hơi thở cuối cùng, Kim Ô lần nữa biến trở thành đế giang, khóe môi nhếch lên nụ cười vô cùng tàn nhẫn. Nguyên Phượng, sứ mệnh của ngươi đã kết thúc rồi. Dứt lời, đế giang rỗi ra ngón tay trắng như tuyết, chuẩn bị đem đạo ấn ký hắc ám cuối cùng điểm lên trán của hi Hòa. Chính trong lúc này, cô ta bỗng dưng phát giác một đạo sát ý rồi rào vô cùng từ dưới lòng đất truyền tới. Trường 1051, Yến Tháp Chiến Tử 1 Vào lúc ngọn lửa cuối cùng trên trán Hy Hòa sắp bị đế giang dập tắt, yến tháp thủy kỳ lân mang theo ngàn vạn sát khí từ dưới đất lên. Lãnh địa hắc ám của đế giang không thể chống lại sự xâm nhập của sức mạnh đại địa, mà bản thân của cô ta trong trận đấu với hy hòa cũng đã trọng thương, vì vậy mà không dám tiếp tục phong ấn hy hòa, vội vàng phi thân tránh né. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng chấn động, vang vọng khắp cả vực sâu đồng lô. Đại địa nổ tung, núi kia sụp đổ, thủy kỳ lân vào lúc nguyên phượng chỉ còn một hơi thở tàn liền xuất hiện. Yến tháp, người tới muộn rồi. Hy hỏa yếu ớt vô cùng nói không muộn chỉ cần ta tới vĩnh viễn sẽ không muộn yến tháp nói thế nhưng sức mạnh hỏa viêm của ta hiện giờ đã bị đế giang phong cấm đã mất đi chúc phúc của ánh sáng rồi không thể cùng ngươi liên thủ chiến đấu được nữa không sao ta giúp cô phá bỏ phong ấn hắc ám nghe yến tháp nói muốn phá bỏ phong ấn hắc ám đế giang điên cuồng cười to nói khoác mà không biết ngượng phong ấn hắc ám của ta đừng nói ngươi vốn chỉ là một hậu duệ đạo hạnh thấp kém của thủy kỳ lân ngay cả tổ tiên của ngươi có tới cũng không thể nào phá bỏ. Đế Giang, ngươi không khỏi đánh giá bản thân mình quá cao rồi đó, lúc xảy ra đại kiếp Long Phượng, ngươi và anh trai của ngươi thậm chí còn chưa đắc đạo. Kẻ như ngươi thì hiểu biết bao nhiêu về sức mạnh của Thủy Kỳ Lân cơ chứ. Yến Tháp cười nhạt, được, ta chống mắt lên nhìn, xem ngươi làm thế nào giúp cô ta giải cấm. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận vì đã không ngăn cản ta.